Vào lại giúp em nha mấy chị ơi, vào lại chấm bài chia sẻ bài giùm em với nha. Chấm bài chia sẻ bài giùm em với nha. Cũng có nhiều đó luôn rồi nào. Nhảy nhanh đi chứ. Mấy chị vào xem bài chấm bài lên giùm em với nha. Chào chị Nhã Lan nè, chào chị Vân Thanh nha. Chấm bài chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi, ế quá rồi. Trời đang mưa mà còn ế nữa. Em chào chị Quỳnh Giao nha, em có mảnh tơ nè mấy chị. Tơ hoa giùm em nha. Tơ hoa nha mấy chị, này mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nha. Tơ hoa này em còn được 2,5 m nha mấy chị, 2,5 m tơ hoa giùm em. Này mấy chị lót lên màu tối á, nó hiện lên cái hoa giùm em nha mấy chị. Hoa giùm em nè, cái này là hoa hồng mấy chị. Lót lên giùm em, lên áo kiểu váy đầm em còn được 2,5 m. 2,5 m 19.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 tơ giùm em nha, em chào chị Hải Yến Phan Thị nè, 19.000. Lấy thì chốt với giùm em mã 19 nha mấy chị, 19.000. Em chào chị Phạm Hồng Quế nha, 19.000 tơ nha mấy chị. 2,5 m ai lấy tơ thì chốt với giùm em mã 19. 19.000 tơ giùm em nha, 19.000. 19 cho anh Ba Ly Vân nè, 19 em hết nha chị. Nhã Lam chọn mảnh khác giùm em, em còn mảnh đốm nha mấy chị, đốm màu nâu giùm em nha. Đốm màu nâu, cái này là chất chất lụa giấy giùm em nha mấy chị ơi, chất lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn, em còn được 2 m. 2 m đốm lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em nè, đốm. Đốm 31.000, ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 đốm giùm em nha mấy chị, 31.000 đốm. Lấy đốm thì chốt với giùm em mã 31. 31.000 giùm em nha, 31.000. Von hoa nhí nha mấy chị. Von hoa nhí giùm em nha. Von hoa nhí thì em còn được 1,6 nha mấy chị. 1,6 von hoa nhí giùm em nha, lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè, 1,6 nha mấy chị. 1,6 26.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 1,6 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26 nè. 26.000 nha mấy chị, 26.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26 nha. 26.000 giùm em nha mấy chị, 26.000. Em còn mảnh họa tiết nha mấy chị. Họ viết giùm em nha, chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Họ viết lên đồ bộ váy đầm giùm em nha mấy chị ơi, cái này em còn nhiều nè. Chị nào muốn lấy thì kèm mét lên giùm em nha. Họ viết giùm em lên đồ bộ váy đầm. Rồi cái này em còn được 5 m mấy chị. 5 m họ tí giùm em nha, chắc co giãn cho mấy chị luôn. 5 m. 5 m lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nè. 5 m thì là 81.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 81. 81.000 5 m giùm em nha, lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị. Lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 81. 81.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 81 nè. Sao còn nhiều vậy? Thì mấy cái thai nữa, hai cái thai nữa. 81 cho chị Quỳnh Lam nè.
lên số điện thoại giùm em đi chị ơi, lên số điện thoại để em lưu đơn cho mấy chị nha. Cái này em like cuối rồi chị, lên số điện thoại rồi chọn thêm cho đủ đơn giùm em để mai em chốt đơn luôn nha. Em còn mảnh von nhí vàng này mấy chị, von nhí vàng lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nha. Cái này em cũng còn nhiều nè, chị nào lấy hết thì chốt, không thì kèm mét lên giùm em nha. Cái này em còn được 4 mét mấy chị, 4 mét rưỡi giùm em nha. 4 mét rưỡi nhí vàng giùm mấy chị ơi, nhí vàng giùm em lót lên áo kiểu váy đầm nè, rất là xinh luôn nha. Nhí vàng giùm em lên đồ rất là sáng mấy chị. 4 mét rưỡi lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nè, 4 mét rưỡi nha. 4 mét rưỡi này là 56 ngàn, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56. 56 ngàn 4 mét rưỡi giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 56, ok em thấy số nè. Chị chọn thêm cho đủ đơn giùm em nha. Tầm 4-5 mảnh nữa chị, chọn thêm cho đủ đơn nè. Anh lấy hết nhí đúng không? Dạ ok, 56 cho anh 3 ly vân nè. Nhưng mà số chị, cô, số không sai rồi. Mình nhập lại được không? Được. Nhập bên nào? Được nhập cho, được nhập cho. Chọn thêm cho đủ đơn nha chị ơi, chọn thêm cho đủ đơn giùm em nha. Em còn mảnh nhí đen nè mấy chị, nhí đen giùm em nha. Nhí đen này em còn đủ áo thôi, cái này là chắc von lụa giùm em nè, em còn được 1 mét đủ áo nha. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt ra giùm em, 81 em hết rồi nha chị. Nhã Lam chọn mảnh khác giùm em với. 14 ngàn ai lấy thì chốt ra giùm em mã 14. 14 ngàn nhí giùm em nha mấy chị, đủ lên áo kiểu nè, 14 ngàn. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 14. 14 ngàn nha mấy chị, 14 ngàn. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 14 nha. Em còn mảnh von ép nè mấy chị, von ép giùm em nha. Von ép này em còn được 1m6 luôn mấy chị, 1m6 von ép nha. Này mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè, von ép. 14 cho chị hai duyên nè. Em còn được 1m đủ áo thôi nha chị ơi. Cái này là 21 ngàn giùm em, 21 ngàn von ép nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn 1m6 giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21. 21 ngàn nha mấy chị, 21 ngàn. Chị hai duyên chọn thêm cho đủ đơn giùm em nha chị ơi. Chị cũng còn chưa đủ đơn á, chị tầm 2-3 mảnh gì à, chọn thêm giùm em nha. Họ tiếng này em còn được 2 mét nha mấy chị. Chị chọn thêm đủ đơn để mai em đi đơn luôn nha chị ơi. Họa tiết này em còn được 2 mét nha, 2 mét họa tiết chấm 100D coi dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 39 nè. 39 ngàn họa tiết nha mấy chị, 39 ngàn họa tiết. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 39 nha. 39 ngàn giùm em, 39 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 39. 39 ngàn giùm mấy chị, 39 ngàn. Nhiều lắm luôn. Đâu chứ đó. Em còn mảnh von hoa xanh nè mấy chị, von hoa xanh giùm em nha. Cái này mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. Cái này em còn được 2 mét rưỡi nha mấy chị, 2 mét rưỡi von hoa xanh lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Hoa rất là đẹp luôn nha. Ai à, lấy hoa thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Hoa 39 ngàn. Ai à, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 39. 39 ngàn hoa nha mấy chị, 39 ngàn hoa này. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 39 nha. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị, lót lên áo kiểu váy đầm áo dài đều được nha, 39 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 39. 39 ngàn giùm em nha cậu. 39 ngàn phải từ từ. Dạ đơn trên 100 ngàn là đi đơn á chị Quỳnh Lam ơi. Đơn trên 100 ngàn là em đi đơn nha. Chọn tầm 4-5 mảnh là đủ đơn á chị. Em còn mảnh hoa này mấy chị, cái này em còn được 2m2 nè. 2m2 hoa trắng 100D co giãn cho mấy chị nha, 2m2. 2m2 hoa 41.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 41. 41.000 hoa giùm em nha mấy chị, 41.000 hoa. Chắc rất là đẹp luôn mấy chị, 41.000 nè, co giãn cho mấy chị luôn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 41. 41.000 hoa nha mấy chị, 41.000 hoa. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 41 nha. 41 ngàn giùm em nha mấy chị, 41 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 41. 41 ngàn giùm em. Von hoa nè mấy chị, von hoa nhí giùm em nha. Hoa nhí giùm em, hoa hồng nền xanh nha mấy chị, hoa hồng nền xanh giùm em. Cái này em còn được 1m6 luôn mấy chị, 1m6. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nha, 1m6 hoa rất là đẹp luôn mấy chị.
Hoa rất là đẹp luôn nha, 1m6. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em nha. Hoa nhí. Hoa nhí 20 ngàn nha mấy chị, 20 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 20. 20 ngàn 1m6 giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 20 mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn nha, 20 ngàn 1m6. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 20 nha. 20 ngàn nha mấy chị, 20 ngàn. 20 cho anh ba ly văn này. Em còn mảnh mango tim nè mấy chị. Mango tim lên áo kiểu cho mẹ, không thì lên đầm cho bé nha. Rất là đẹp luôn. Mango tim này em còn được 1m4 nha mấy chị. 1m4 chắc mango loại 1 á. Dày dặn cho mấy chị luôn, 1m4 nha. 1m4 31.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 31. 31.000 1m4 giùm em nha, 31.000 mấy chị ơi, chắc rất là đẹp luôn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 31 nè. 31.000 giùm em nha mấy chị, 31.000. Von hoa nữa nè mấy chị, von hoa luôn giùm em nha. Hoa rất là đẹp luôn nha. Khúc hoa nhỏ sau lưng em. Ở sau em chỗ nào cũng bán á chị ơi, trừ bức tường ra thôi nha. Ở sau có gì vải là vải gì em đều bán hết, trừ cái bức tường đó ra thôi nha chị. Hoa này em còn được 3 mét nha mấy chị, 3 mét giùm em. Chị hỏi hoa này đúng không chị ơi? Hoa này đúng không? Hoa này là hoa hướng dương á chị ơi. Hoa hướng dương trắng 100D giùm em nha. Hoa hướng dương trắng 100D co giãn giùm em nè. Rất là đẹp đúng không chị? Ở trên sàn của em đều bán đồng giá 100.000 nha mấy chị ơi, đều bán đồng giá 100.000. Cái này em còn được 2,5 mét nha mấy chị, 2,5 mét hoa hướng dương nè. Hoa hướng dương này là 46.000, lấy thì chốt lấy giùm em nha, 46.000 hoa hướng dương. Trắng 100D co giãn cho mấy chị luôn. Em chưa lên mã luôn á anh Ba Lê Quân ơi. Cái này là 41.000 giùm em nha. Hoa này là 41.000 nè. Lấy thì chốt lại giùm em mã 41, 3 mét luôn mà. 3 mét 41.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lại giùm em mã 41 nè. 41.000 giùm em. 41 cho anh Ba Lê Quân nè. Sọc này đúng không chị Quỳnh Lam ơi? Sọc này đẹp lắm á chị ơi, đẹp lắm luôn nha. Cái này là 100D á chị. Lụa đều là may đồ được nha chị Ngôn Dung Nguyễn Thị nè. Em nói lụa là đều may đồ được nha. Lụa đều may đồ được nha chị. Rất là đẹp luôn. Váy đầm đồ bộ đều được á chị. Chắc 100D nè mấy chị ơi. Cái này chắc 100D nha chị Quỳnh Lam ơi, co giãn cho mấy chị luôn. Lên đồ bộ váy đầm. Nói chung là lên gì cũng được chị ơi. Lên set vest đồ đùi rồi lên quần ống suông ống rộng. Cái gì cũng được hết chị. Cái này bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Lấy thì kèm mé lên giùm em nè. Các chị thấy hoa cái sọc này đẹp không? Rất là đẹp luôn nha. Em còn mảnh hoa nha. Hoa này là lụa nhặt giùm em nha mấy chị. Dạ không, cái đó lụa giùm em, không phải thun đâu chị ơi. Cái này em còn được 1,5 mét nha mấy chị. 1,5 mét hoa giùm em nha. Lụa nhặt đó mấy chị ơi, 20.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 20. 20.000 hoa giùm em nha, 1,5 mét. Lên một cái đầm xòe nha mấy chị. 1,5 mét, 20.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 20. Này đúng không chị ơi? Cái này là 46.000 nha chị Ngôn Dung Nguyễn Thị nè. Chị lấy thì chốt lấy giùm em mã 46 nha. 46 giùm em. 20 cho chị Hai Duyên nè. 20 cho chị Hai Duyên. 20 em hết nha chị Văn Thanh. Chọn mảnh khác giùm em. 41. Em có đọc dùm cái này Út, đọc ứng ra không mình. 41 này đúng không chị Đinh Gia ơi? Cái này 41 đúng không chị? Đúng thì ok, để em bỏ cho chị 41 nha. Còn không 41 này không, Quỳnh Lam á. Cái này 41 đúng không chị Đinh Gia? Đúng em thì ok, để em bỏ cho chị nè. Chị Quỳnh Lam, con mình lại giùm em đi chứ em đọc không có được chị ơi. Còn em học đọc, em đọc không có ra. Khúc treo sau lưng kia chị mua nhiều quá đủ. Khúc nào chị, lên mã giùm em đi. Cái này mã 1 này chị, 1 nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha mấy chị ơi. Lên mã giùm em đi chứ. Mấy chị nói vậy em đâu có biết đường đâu mà em nói cho mấy chị đâu. Lên mã giùm em đi mấy chị, lên mã giùm em đi.
Thun hả chị? Thun em có thun lưới hả chị? Chứ cái thun kia em có chị, em có bán voan lụa thôi, còn thun lưới hình như em có một mảnh thun lưới á chị, muốn lấy không? Thun lưới hoa, thun lưới hoa với chị, các đẹp muốn nhân lấy thì ok đi để em kiếm cho chị, chứ hồi chiều hình như em có thấy nó nhưng mà không biết giờ nó lạc trôi đi đâu rồi. Lạc trôi xa lắm rồi. Hoa nhí, hoa nhí, hoa nhí hồng nhỏ. Hoa nhí hồng nhỏ nữ, có người chốt thì chị hết rồi. Cái đó hết rồi nha chị Đinh Dao ơi, cái đó có người chốt rồi. Đọc mã lại chậm chút. Đây nè chị, đây đây là mã một giùm em nha, một nè, bắt đầu từ đây là số 1, số 2 nha, số 3, nói chung là chị cứ đi theo thứ tự đi, chị đi theo thứ tự giùm em đi. Phải, nếu không chị lấy nãy cũng được. Màu loan hả chị? Màu loan, loan em có nha. Có. Loan là chị muốn von hay muốn lụa chị ơi? Chị Đinh Gia chị muốn von loan hay là loan là von hay là lụa chị? Mấy chị hỏi làm em rối quá. Cho chị coi mã nào, 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là đốm giùm em nha chị Bảo Diệp ơi. Cái này là đốm chắc tầm gãy giùm em nha, lên đồ bộ váy đầm rất là đẹp luôn chị. Lấy đây kèm lấy giùm em nha, tầm gãy nha mấy chị, tầm gãy giùm em, đốm. Tầm gãy đốm mấy chị Ngôn Dung Nguyễn Thị ơi. Em có mảnh hoa này mấy chị, đốm giùm em nha, đốm. Đốm cái này là chắc von lụa giùm em. Dạ ok chị nha, đốm chắc von lụa. Cái này em còn được 3m2 nha mấy chị. 3m2 đốm chắc von lụa giùm em nè, lên đồ bộ váy đầm đều được nha, đốm. Lấy đốm thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 2m2 cho chị Bảo Diệp nè. Đốm 55.000 nha mấy chị, đốm 55.000 nè. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 55. 55.000 đốm giùm em nha. Dạ dạ để em kiếm cho chị nha, chứ em biết nó đóng nó lẫn lộn, để em có thì em đưa cho chị xem nha. Dạ bán cân ký á chị ơi, bán cân ký giùm em nha. 55.000 nha mấy chị. Cái này là em bán hàng ký nha chị Ngôn Dung Nguyễn Thị nè. Em cân ký nha, 1 ký 100.000 á chị. 1 ký 100.000 giùm em nha. Em còn mảnh tơ hoa nè mấy chị. Tơ hoa giùm em nha, cái này em còn được 1m4. 1m4 tơ hoa nha mấy chị, lót lên áo kiểu đi mấy chị ơi, lót lên áo kiểu giùm em còn được 1m4 thôi. Tơ hoa, tơ hoa 14.000 chứ, cái này là 14.000 giùm em nha mấy chị, 14.000. Tơ hoa 14.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 14. Có von đen trơn không em? Von đen trơn. Em có nhưng mà không lên được kẹt bởi vì thấy nó ở ngoài á. Có nha chị ơi, 14 cho anh ba ly văn nè. Đi đi chị mày. Em thử. Để em coi cái đốm này còn nhiêu mét nha chị ơi, để em coi thử. Cái này em còn được 2m rưỡi á chị Ngôn Dung Nguyễn Thị nè, 2m rưỡi nha. 2m rưỡi đốm tầm gãy giùm em. 2m rưỡi này là 50.000 á chị. Dạ đợi em xíu nha chị ơi. 50.000 giùm em nha, cái này là 50.000, lấy thì chốt lên giùm em mã 50 nha mấy chị, 50.000. Lấy thì chốt lên giùm em nha chị Ngôn Dung Nguyễn Thị nè. Von đây chị ơi. Von đen đây. Von đen trơn đúng ý chị luôn nè. Cho chị 1m7 đốm đây, đằng sau em. Đó. Em bán hết rồi chị Hà Yến Nguyễn Thị ơi, em bán hết rồi. Von nè chị ơi, cái von này em còn nhiều á. Chị lấy thì kèm mấy lên giùm em còn nhiều lắm chị. Lấy thì kèm mấy lên giùm em với nha chị Diệu Lợi nè. Lấy kèm mấy lên giùm em nha, cái này là von đó chị. Von đen trơn nha. Ok cho chị Ngôn Dung Nguyễn Thị nè. Đốm em bán hết rồi nha mấy chị ơi, đốm em bán hết rồi. Chị Ngôn Dung Nguyễn Thị lên số điện thoại giùm em nha, lên số điện thoại để em bỏ cho chị nha chị ơi. Lên số điện thoại giùm em, cái này là 50.000 nha. 50.000 lên số điện thoại giùm em với. 2 ký. 2 ký là nhiêu ta?
Này 2 ký như ta? Con ơi thấy nữa. Này chưa đo bao nhiêu mét mà. Con ơi thử. Này có cái bàn. Hai mảnh lận. Mà hai mảnh đi. Hai mảnh lận. Cái cục này là 1 ký 3 nha chị. Cái cục này là 1 ký 3 giùm em. Này. Ủa cái này 1 ký 3 nhau. Cái này em có 2 mảnh nè. Mỗi mảnh đều 1 ký 3 nè. Ờ, cái này 2 ký là tầm 8 mét nha chị. Hay là em lấy cho chị 8 mét nha chị ơi. 8 mét. Nhưng mà cái này nó có 2 khúc bị riêng á. Em cắt riêng cho chị. Cắt riêng cho chị nha. Em đo được nhiêu thì em bỏ cho chị nha chị. Dịu lời ơi. Nếu chị ok thì chị đồng ý giùm em nha. Đúng rồi thì ok giùm em. 4 mét rưỡi von đen cho chị Phạm Phạm Hồng Quế nè. Số đâu? Dạ ok, em lấy cho chị một khúc nha. Để em cân thử. Cái này là 130 nha chị. 135 á chị. Một trăm ba mươi lăm giùm em, cái này là 1 ký 3 giùm em nha. Dạ ok chị, chị lên số điện thoại giùm em đi đúng không? Không có điện thoại không? Không, nhiều lời á. Lên số điện thoại giùm em đi chị ơi, lên số điện thoại giùm em với để em lưu đơn cho chị nha. Lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nè. Dạ có số rồi. Ủa, có số rồi. Dạ ok em có số rồi chị. Cảm ơn chị nha. Để là lấy cái này nữa. Ừ lấy một khúc. Có loại đó màu khác nữa không em? Chị mua thêm chứ một à. Ý là chị muốn đốm đúng không chị? Ngôn Dung Nguyễn Thị ơi. Em ơi chị phải lên số. Đốm đúng không? Ủa chị lên số cho em chưa? Chị Ngôn Dung Nguyễn Thị lên số giúp em đi rồi em kiếm cho chị nha. Chứ chị mua hàng mà chị không lên số em đâu dám kiếm cho chị đâu. Lên số giúp em với. Các 4 mét rưỡi von đen vàng cho chị Phạm Hồng Quế nữa nha. Em mới quên đó. Em còn được 2 mét von này mà chị. Lên số đi chị ơi. Em xin số mà chị cứ ok không à. Có lót lụa trắng không? Không có chị ơi. Em có lót lụa kem mà chứ lót lụa trắng thì em có. 27.000 nha chị. 27.000 won giùm em nha. Won lon mấy chị ơi. 27.000 won lon 2 mét giùm em. 2 mét. Ok em thấy số nè. Chọn thêm tầm 4-5 mảnh cho đủ đơn nha chị. Hôm nay like cuối của em nè. Đốm hả? Còn cái đốm nữa không? Để cho xí đi. 27 cho anh Ba Ly Văn nè. Đất chị vùi đây quá nha. Đây, phải quên. Đây đốm nè chị. 2 mét von đen cho chị hai duyên nè. Đây, hình quá em còn một mảnh nữa nè. Đốm nhầm, ốm giùm em nha chị ơi. Cái này là đốm đen, hồi nãy là đốm trắng. Còn cái này đốm đen giùm em nha. Tính ra chị hên ghê á, tự nhiên nó ở chứ ngay trước mặt em luôn, khỏi đi kiếm. Cái này em còn được 3 mét rưỡi nha chị. Thị Bích Liên Dương hình như hôm qua cắt rồi mà đúng không? Thị Bích Liên Dương hồi nào thôi? Thị Bích Liên Dương hình qua rồi, có đâu rồi? Cắt, hình như cắt lót đúng không? À không, 4 mét, 4 mét lót kem cho chị Thị Bích Liên Dương này. Thôi chị cắt 4 mét rồi, đúng không? Đúng rồi. Hình như hôm qua em cắt cho chị rồi đó chị ơi. 4 mét với lại em lên màu. Đúng rồi. Màu. Hôm qua em cắt cho chị 4 mét kem rồi hả chị? Hay là chị quên rồi? Vậy lại quên rồi đúng không? Cái này là 61 ngàn giùm em nha mấy chị. 61 ngàn 3 mét rưỡi giùm em. Lấy thi chốt nó giùm em mạ 61. 61 ngàn 3 mét rưỡi giùm em nhăn đốm đen mấy chị. Lên đồ bộ váy đâm đều được nè. 61 ngàn. Ai lấy thi chốt nó giùm em mạ 61 nha. 61 ngàn giùm em nha mấy chị. 61 ngàn. Lấy thì chốt nó giùm em mạ 61. Em còn mạnh á. Von nhí nè mấy chị. Von nhí giùm em nha. Cái này em còn được 1m3 đủ áo thôi nè. 1m3 von nhí đủ áo nha. Ai lấy áo thì chốt nó giùm em nha mấy chị. Áo. Dạ ok để em lấy thêm cho chị 3m kem nè. Lấy mấy cây hôm qua nha. Trùng mẫu. Cái này là 21 ngàn giùm em nha. 21 ngàn 1m3 lấy thì chốt nó giùm em mạ 21. Dạ để con cắt rồi con căng cho cô nha cô ơi. Tại nhân viên của con đang cắt á, đợi đợi con xíu nha. Nó cắt xong rồi con căng cho cô. 21 ngàn nha mấy chị, 21 ngàn 1m3 này. Xem hoa trắng đen sau lưng, hoa trắng đen.
Dạ đây là vo nha chị ơi. Cái này là vo nhìn em nha. Vo nha chị. Lên đồ là phải lót cho em nha. Lên áo dài này, váy đầm áo kiểu đều phải lót cho em nha. Hoa rất là đẹp luôn nha mấy chị. Lên đồ rất là sang luôn. Lấy thì kèm mét lên giùm em nè. 21.000 hoa nhí đi nha mấy chị. Lấy thì chút lên giùm em mạng 21.000. Chị 4 bộ có tông, có tôn, tôn lanh đúng không? Lanh đúng không chị? Tôn là lanh đúng không? Ừ. Lanh hả chị? Lanh em có được mấy mảnh á? Lấy chị 4 bộ. 4 bộ gì chị? Chị muốn 4 bộ gì? Em có cái này nè chị lấy không? Nãy em còn được 3 mét rưỡi nè. Nó giống cái màu trắng đó chị. Ừ rồi, 4 mét rưỡi nữa rồi. 4 mét rưỡi này là 75 ngàn nha cô ơi. 4 mét rưỡi 75 ngàn nha cô. Bạn Hồng Quế hai mấy mà đưa mấy lên đây. Cái này 61 ngàn nha chị. Chị lấy thì chốt lấy giùm em mà. 61 ngàn chị. Ngôn Dung Nguyễn Thị này 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi 61 ngàn em đưa đây. Em có lanh này mà chị. Cái lanh này là lanh theo hoa giùm em nha. Lanh hai da giùm em nha mấy chị. Lanh hai da. Ton lanh nha mấy chị ơi. Ton lanh giùm em. Theo hoa giùm em nha mấy chị. Theo hoa màu hồng nhạt giùm em. Lên đồ bộ váy đầm đều được nha mấy chị. Lên đồ cho mẹ cho bé đều được nè. Cái này em còn được 4 mét nè mấy chị. 4 mét lanh giùm em nha. 4 mét lanh lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị. 3 mét một bộ. Thì em còn được 3 mét rưỡi nè. Chị lấy luôn giùm em đi chứ em đâu cắt ra được giùm chị đâu. 82 ngàn nha mấy chị ơi. Lanh này là 82 ngàn. Ai lấy lanh thì chốt lên giùm em mà. 82 82 ngàn lanh giùm em nha. 82 ngàn. Không thì mấy chị xem like chọn giùm em đi chứ. Mỗi người một ý mà em đâu có thể theo nè. Theo ý mấy chị được. Tám mươi lăm ngàn giùm em nha mấy chị. 85 ngàn. 82 ngàn chưa. Cái này là lanh 82 ngàn. Lấy thì chút lấy giùm em mạng 82. Thôi mực quá. Giờ mất bóc được cái nào bán cái đấy với giùm mình đây. Em còn mảnh von nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Mấy chị hành em quá. Mỗi người một ý mà em nãy giờ em xoay. Mấy chị xoay em như vòng trong trống luôn. Cái này em còn được 2 mét von nha. 2 mét von nha mấy chị. 2 mét von giùm em. Hai mét vo này là 26 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 26. 26 ngàn vo giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 26 này. Vo nha mấy chị. Lên áo kiểu váy đầm được phải lót giùm em 26 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 26 nha. Em còn mảnh lụa họa tiết nè mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Lụa họa tiết thì em còn được 1 mét rưỡi nha mấy chị. 1 mét rưỡi họa tiết. Co dạng cho mấy chị luôn. 1 mét rưỡi lên đồ bộ váy đầm này em còn được 28. 28 ngàn 1 mét rưỡi giùm em nha. 28 ngàn 1 mét rưỡi nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em mà 28. 28 ngàn giùm em. 3 mét là may được 1 bộ luôn. 2 bộ chứ. 28 ngàn nha mấy chị. 28 ngàn lấy thì chốt lên giùm em mà 28. Còn mình thôi luôn. 28 chứ chị Nhã Lam nè. Em còn được mảnh cuối cùng nữa mấy chị. Cái đó là von đen giùm em nha. Von đen giùm em, von đen trơn. Von đen trơn này em còn được 1m8 mấy chị. 1m8 von đen trơn giùm em nha. Này mấy chị lấy về lót á mấy chị. Lấy về lót không thì lên áo kiểu giùm em nha. 29 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 29. 29 ngàn 1m8 nha. Em còn đúng một mảnh nha mấy chị. 29 ngàn 1m8 này. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 29 nha. 29 ngàn giùm em nha mấy chị. 29 ngàn. Em còn mảnh hoa xanh này mấy chị. Hoa xanh nha, cái này trắng 100D giùm em 29 cho chị Thị Bích Liên Dương nè. Hoa xanh nhưng mà chị, hoa xanh này em còn đủ áo thôi. Em còn được 1m1 đủ áo nhưng mà chị, 1m1 đủ áo. Co giãn cho mấy chị nha. Đủ áo, ai lấy áo thì chốt lên giùm em nè. Áo 20 ngàn, ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. 20 ngàn áo giùm em nha, 20 ngàn áo. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20 nha mấy chị. 20 ngàn. Nó kỳ sắc mới ơi. Em còn mảnh á, satin bell nè mấy chị. Satin bell rất là đẹp luôn nha. Satin bell này em còn được 3 mét mấy chị. 3 mét lên đồ bộ váy đam giùm em nha. Satin mềm rũ cho mấy chị nè. Rất là đẹp luôn nha.
ai lấy beo thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Beo beo 45.000, ai lấy beo thì chốt lấy giùm em ạ. 45.000 beo nha mấy chị, 45.000 beo nè, lấy beo thì chốt lấy giùm em ạ. 45 nha, 45.000 giùm em nha mấy chị, 45.000 lấy thì chốt lấy giùm em ạ. 45 em còn mạnh nhí nha mấy chị, nhí giùm em nha. Nhí này em còn được 1,5 m đủ lên đồ bộ váy đầm này. 1,5 m nhí chắc von lụa giùm em nha. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Lấy von hoa vậy. Nhí 22.000, ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em ạ. 22. 22.000 nhí nha mấy chị ơi, 22.000 nhí nè. Lấy nhí thì chốt lấy giùm em ạ. 22 nha, 22.000. Em còn mảnh von hoa này mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa này em còn đủ áo thôi. Von hoa này em còn được 1,2 m đủ áo nha mấy chị. 1,2 m đủ áo, lót lên áo kiểu váy đầm, lót lên áo kiểu giùm em nha. 1,2 m. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em nè. Áo 17.000, ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17 nha. 17.000 áo nha mấy chị, 17.000 áo. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17 nè. 17.000 giùm em nha, lót lên áo kiểu giùm em nè. 17. 17 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh xích nè mấy chị. Đâu ra còn mảnh nè. Hôm bữa bán nó. Bữa năn nỉ đó. Em còn được 1,6 m xích nè mấy chị. Xích 1,6 m cái này là chắc á. Lụa giấy giùm em nha. Xích lụa giấy giùm em nha mấy chị. Xích này là 22.000. Ai lấy xích thì chút lấy giùm em mã 22. Ba liên văn ra rồi sao á. 22.000 giùm em nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 22 thì đếm đủ tiền ra chứ sao. 22.000 giùm em. Em còn được một mảnh á, von màu trắng nè mấy chị, von trơn giùm em nha. Em còn đúng một mảnh nè mấy chị. Von trơn này em còn được 2 m nè mấy chị ơi, 2 m von trơn giùm em nha. Hồi nãy chị nào hỏi em á. Nãy có chị nào hỏi em mấy chị ơi, lấy chốt lại giùm em nha. Cái này là 13.000 nha mấy chị. 2 m 13.000 nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 13. 13.000 giùm em nha mấy chị, 13.000 nè. Chị Thị Bích Liên Dương nè. Chị lấy thì chốt lấy giùm em mã 13 nha. 13.000, em có mảnh von nè mấy chị. 13 cho chị Thị Bích Liên Dương nè, tại hồi nãy chị hỏi em nên là em bỏ cho chị nha. Mấy chị thông cảm giùm em nha, là tại hồi nãy chị Thị Bích Liên Dương hỏi em á nên là em bỏ cho chị nha. Cái có cái gì? Ừ. Là sao? Là hồi mình bán đi xong ai thốt hết mà giờ dành. Von họ tiết giùm em nha mấy chị. Von họ tiết giùm em nè, 13 m nha mấy chị. Von họ tiết này em còn được 90 phân thôi nha. 90 phân họ tiết 17.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 17. 17.000 nha mấy chị ơi, 17.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 17. Họ tiết giùm em nha, 17.000. Em chỉ còn được 90 phân thôi nha. Đẹp quá. 17.000. Ai nhỏ 90 phân 17.000 nha mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 17. 17 cho chị Thị Bích Liên Dương nè. Nó sợ chưa? 90 phân thôi nha chị ơi, 90 phân thôi. Lên được một áo 2 dây. Lên áo 2 dây đẹp lắm mấy chị. Cái này em còn được 1,6 m nè mấy chị. 1,6 m lụa sọc giùm em nha. Cái này là sọc theo hình gợn sóng mấy chị. Sọc đúng gợn sóng giùm em nha. Chị Hai Duyên đủ đơn chưa? Chưa. 30.000 giùm mấy chị. 30.000 1,6 m này. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 30. Chưa đủ đâu chị ơi. Chị chốt tầm 1-2 mảnh nữa là đủ chị. Cái này là 30.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 30 nha mấy chị. 30.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 30 mảnh. Em còn mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa này em còn được 1,1 m nè mấy chị. 1,1 m von hoa giùm em nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em nha mấy chị hoa. Hoa này là 14.000 nè mấy chị. 14.000 hoa. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 14. 14.000 hoa nha mấy chị. 14.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 14 nha. 14.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 14. 14 cho anh Ba Ly Văn nè. Mấy chị khách mới hôm nay cố gắng chọn đủ đơn giùm em nha. Hôm nay live cuối rồi mấy chị, chọn đủ đơn để ngày mai em chốt đơn luôn nè. Chứ không là nhân viên em nó thấy không đủ đơn là nó xả hết đấy mấy chị.
Đáng chọn đủ đơn giùm em nha. Chứ mấy công em like cực khổ mà mấy chị cũng thức canh like mà. Mà mấy chị không được đi đơn thì cũng tội mấy chị, nhưng mà cũng tội tụi em này. Mấy chị cố gắng chọn đủ đơn để mà em đi đơn luôn nha. Cái này von bell em còn được 1m4 nha mấy chị. Bell chứ, cái này là lụa bell giùm em 1m4. 1m4 lụa bell. Chị nào mà nhỏ con đủ lên một bộ đồ đùi giùm em nha. Không thì lên áo kiểu giùm em đi 2-3 ngàn. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 23. 23 ngàn 1m4 nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 23. 23 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt nó giùm em mã 23 nè. 23 ngàn giùm em nha mấy chị. 23 ngàn. Nhiều nhiều lắm rồi đó. Em có mảnh von họa tiết nha mấy chị. Von họa tiết giùm em nha. Von họa tiết này em còn được, em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét von họa tiết giùm em. Lót lên áo kiểu váy đầm áo dài đều được nha. 2 mét. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em nha. Họa tiết 29 ngàn mấy chị. 29 ngàn họa tiết nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 29. 29 ngàn họa tiết giùm em nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 29. 29 ngàn nha mấy chị. 29 ngàn. Em có mảnh lụa hoa này mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa đỏ nè mấy chị à. Trên đồ bộ váy đam giùm em nha. Chắc 100 d co giãn cho mấy chị luôn. Cái này em còn được 2m2 nè. Chắc co giãn cho mấy chị nha. 2m2 hoa đỏ nha mấy chị. Lên đồ bộ váy đầm. Ai lấy hoa đỏ thì chốt lên giùm em nha. 2m2 này là 51 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 51. 51 ngàn 2m2 nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 51 nè. 51 ngàn giùm em. 51 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 51. Giữ luôn mình biết. Em còn mảnh von phối nhũ đính hạt kim sa nè mấy chị. Von phối nhũ đính hạt kim sa giùm em nha. Nè mấy chị lót lên áo dài, váy đầm áo kiểu đều được nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Cái này em còn được 3,5 mét nè. 3,5 mét lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 3,5 mét lấy thì chốt cho giùm em. Không thì chia nha. 3,5 mét. Von rất là nhẹ luôn mấy chị. 3,5 mét mà chỉ có 48 ngàn thôi nha. 48 ngàn. 3,5 mét mấy chị. Lấy thì chốt không thì chia giùm em nè. 48 ngàn. Ai lấy thì chốt cho giùm em mã 48 nha. 48 ngàn giùm em nha mấy chị. 48 ngàn nè. Em còn mảnh đốm nè mấy chị. Đốm giùm em nha. Cái này là chắc von lụa giùm em nè. Đốm chắc von lụa em còn đủ áo thôi nha. Em còn được 1m1 đủ áo nha mấy chị. Ai lấy áo thì chốt nó giùm em nè. Áo thì chốt nó giùm em nha. 21 ngàn. Ai lấy áo thì chốt nó giùm em mã 21. 21 ngàn áo giùm em nha. 21 ngàn áo. 48 cho chị nhà lam nè. 21 ngàn giùm em nha. Lấy áo thì chốt nó giùm em mã 21. 21 ngàn. Em còn mảnh von hoa xanh nè mấy chị. Von hoa xanh giùm em nha. Von hoa xanh này em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét von hoa xanh lót lên áo dài váy đầm giùm em nha. 2 mét. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn hoa giùm em nha. 26 ngàn hoa. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26 nè. 26 ngàn nha mấy chị. 26 ngàn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26 nha. Em còn mảnh lụa tim nè mấy chị. Lụa trái tim giùm em nha. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Lên đồ bộ váy đầm. Mấy chị xem like chấm chấm lên giùm em nha mấy chị ơi. Xem like chấm bài lên giùm em nè. Em còn được 2m2 luôn. 2m2 lụa trái tim nha. Co giãn nhẹ cho mấy chị nè. Ai lấy tim may lên đồ bộ váy đầm thì chốt lên giùm em nha. Tim nha mấy chị. Tim 58 ngàn. Ai lấy tim thì chốt lên giùm em mã 58. 58 ngàn tim giùm em nha. Lấy tim thì chốt lên giùm em mã 58 nè. 58 ngàn nha mấy chị. 58 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 58 nha. 58 ngàn giùm em. Em còn mảnh lụa họa tiết nè mấy chị. Em cảm ơn chị Diệu Lợi chấm ba giùm em nè. Cảm ơn chị Hồng Quế chấm ba giùm em nha. 58 cho chị Hải Yến Phan Thị nè. Lụa họa tiết thì em còn được 1m8 nha mấy chị. Họa tiết 1m8 giùm em. Co giãn nhẹ cho mấy chị nè. 1m8 lên đồ bộ váy đầm giùm em nha. 27 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27.
27.000 một mét 8 giùm em nha, lấy thì chốt cái giùm em mã 27. 27.000 giùm em nha mấy chị, 27.000 nha. Ai lấy thì chốt cái giùm em mã 27 nha. 27.000 giùm em, ai lấy thì chốt cái giùm em mã 27. Em còn mảnh hoa nè mấy chị. Hoa nha. Hoa rất là đẹp luôn. 27 cho chị Nhã Lam này, em còn được 2 mét thì mấy chị. 2 mét hoa giùm em nha. Giống như hoa 3D vậy mấy chị, rất là đẹp luôn nha. 2 mét lên một cái đầm xòe giùm em nha mấy chị, 2 mét chấm 100D giùm em nè. 2 mét 34.000, ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 34. 34.000 hoa giùm em nha, lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 34 nè. 34.000 giùm em nha mấy chị, 34.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 34. 34.000 giùm em nha. Em có mảnh nhí nha mấy chị. Nhí đen giùm em nha. Nhí đen này em còn được 1m1 đủ áo nha mấy chị. 1m1 đủ áo, chắc von lộ giùm em nè. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em nha. Áo. Áo 20.000, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 20. 20.000 áo nha mấy chị, 20.000 áo, lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 20 nè. 34 cho chị Quỳnh Giao nha. 20.000 giùm em nha mấy chị, 20.000. Em còn mảnh họa tiết nha mấy chị. Họa tiết chấm 100D lên đồ bộ váy đầm giùm em nha. Họa tiết nha mấy chị ơi, họa tiết giùm em. Họa tiết thì em còn được 3,5m nha mấy chị. 3,5m họa tiết chắc co giãn cho mấy chị luôn nha. Ai lấy họa tiết thì chốt với giùm em này, không thì chia nha. 3,5m lấy hết thì chốt, không thì chia nè. 3,5m 78.000, ai lấy thì chốt với giùm em mã 78. 78.000 giùm em nha, lấy thì chốt với giùm em mã 78.000. 78.000 lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nha mấy chị, 78.000. Em còn mảnh lanh caro nè mấy chị. Lanh caro giùm em nha. Lanh caro rất đẹp luôn mấy chị. Cái này em còn được 2,5m nè. 2,5m lanh caro giùm em nha. Lên đồ bộ váy đầm nha mấy chị. Lanh rất là mát luôn. Ai lấy lanh thì chốt lên giùm em mã 41. 41.000 lanh nha mấy chị. 41.000 lanh nè. Lấy lanh thì chốt lên giùm em mã 41 nha. 41.000 giùm em nha mấy chị. 41.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 41 nha. 41.000 giùm em. 41. 34 cho chị Quỳnh Giao nè. 41.000. Em có mảnh mango đốm nè mấy chị. Mango đốm giùm em nha. Bốn mốt cho chị Quỳnh Giao luôn nè. Mango đốm lên đồ bộ váy đầm giùm em nha. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. Em còn được 3,5m. 3,5m mango đốm giùm em. Bốn mốt em còn một mảnh cho chị Diệu Lời nè. Mango đốm 70.000 nha mấy chị. 70.000 3,5m. Ai lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em 70.000 nha. Chắc mango rất là đẹp luôn mấy chị. Lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 70 nha. 70.000 lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị. 70.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 70. 70.000 giùm em nha mấy chị. 70.000. Em còn mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. Von hoa này em còn được 2,5m nha mấy chị. 2,5m von hoa nha. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Dì liệu dìu lời đúng không? 2,5m. 2,5m 34.000 nha mấy chị. 34.000. Ai lấy thì chốt lên. Đủ rồi chị ơi, của chị đủ đơn rồi nha. 70. 70 cho chị Phan Nguyễn nè. 2,5m 34.000 giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị. Con hoa giùm em, hoa rất là đẹp luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 34 rồi đó. 34.000 giùm em nha mấy chị ơi, 34.000. 34.000 giùm em nha, 34.000 giùm em thôi. Lấy thì chốt lên giùm em mã 34. Em còn mảnh lanh họa tiết nha mấy chị. Lanh hai da giùm em luôn nha. Lanh hai da họa tiết giùm em nè. Chị Phan Nguyễn chọn thêm cho đủ đơn giùm em nha chị ơi. Chọn tầm 1-2 mảnh cho đủ đơn để mai em đi đơn luôn nha chị. Em còn được 2,5m lanh nè mấy chị. 2,5m lanh giùm em nha. Ai lấy lanh thì chốt lấy giùm em mã 44. 44.000 lanh nha mấy chị. Lanh lên đồ rất là mát luôn. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 44 nha. 44.000 lanh nha mấy chị. 44.000 nè.
Ai lấy lanh thì chốt lấy giùm em mã 44. 44.000 giùm em nha, 44.000. Em còn mảnh von hoa này mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa nhí giùm em. Von hoa nhí thì em còn được 1m4 nha mấy chị. Von hoa nhí 1m4 lót lên áo kiểu 75 giùm em nha. Cái này mấy chị nhỏ con á, lót lên đủ một cái đầm suông nha mấy chị. 22.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 22. 22.000 von nhí nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 22 này. Dạ ok chị. 22.000 giùm em. Em bán hàng von lụa hàng có 100.000 mà bungle có mấy mảnh thôi chị ơi. Em đâu phải bán hàng 170, 180 đâu mà có hàng bungle nhiều chị. Cái... lâu lâu nó có 1-2 mảnh thôi nha, thanh nhỉ. Em có mảnh lụa họa tiết gì mấy chị? Lụa họa tiết giùm em nha. Em cúc vải đó. Vải đỏ đó, màu đỏ đô vải không em? Chị Hà Yến ơi, chị hỏi cái nào vậy? Cái màu đỏ nào vậy? Chị hỏi cái nào vậy chị ơi? Chị hỏi em làm giống như em từ trời rơi xuống, em biết là chị hỏi gì luôn á. Họ tiếp thì em còn được 2 miếng nhưng mà chị, 2 miếng giùm em nha, chắc 100D co giãn giùm em lên đồ bộ vải đâm này. 2 miếng, 2 mét này là 39.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 39. 39.000 2 mét giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 39 nè. 39.000 giùm em nha mấy chị, 39.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 39 nha. 39.000 giùm em nha mấy chị, 39.000 nè. Em còn mảnh mango lá nè mấy chị. Mango lá giùm em nha. Mango lá này em còn được 1,5 mét nè. 1,5 mét mango lá. Đổ lên một cái đầm giùm mấy chị, đổ lên một cái đầm giùm em 31.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 mango lá giùm em. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 31 này, 31.000 1,5 mét nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 nha mấy chị, 31.000. Em còn mảnh bi nè mấy chị, bi này là chắc đuổi giùm em nha. Chắc đuổi dày dặn nha mấy chị. Bi chắc đuổi dày dặn này em còn được 2 mét luôn. 2 mét, ai lấy thì chốt lấy giùm em nhanh lên đồ bộ vải đâm nè. 2 mét 55.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 55. 55.000 giùm em nhanh mấy chị, 55.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 55. 55.000 2 mét nhanh mấy chị, 55.000 2 mét. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 55 nhanh mấy chị, 55.000. Em còn mảnh von ép nhanh mấy chị. Von ép giùm em nhanh, cái này là von ép màu kem giùm em. Von ép màu kem lót lên áo kiểu váy đầm. Không thì mấy chị để phối tay phối vi giùm em nè. Von ép này em còn được 2 mét nha. 2 mét von ép giùm em nha mấy chị. Lên đồ rất là đẹp luôn. Ai lấy von ép thì chốt lên giùm em nha. 2 mét. 2 mét này là 28 ngàn nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28. 28 ngàn giùm em nha. Không giữ luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28. 28 ngàn giùm em nha mấy chị. Biết đâu bất ngờ. Còn công hy vọng. 28 ngàn giùm em. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 28. 28.000 giùm mấy chị, 28.000. Súp bọt hoa này mấy chị. Súp bọt hoa có caro cho mấy chị luôn nha, rất là đẹp luôn. Lên đồ bộ váy đầm mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em nè, hoa. Hoa này em còn được 3m2 nha, 28 cho chị nhã lên nè. 3m2 lấy hết thì chốt, không thì chìm em nha mấy chị, 3m2. Ai lấy thì chốt lấy giùm em 3m2. 3m2 60.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 60, đưa mấy màu nữa. 60.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 60 nha. 60.000 lấy hết thì chốt, không thì chia nè. Em có mảnh đuổi nha mấy chị. Đuổi màu cà rốt giùm em nha, đuổi màu cà rốt. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Cái này em còn được 2 mét nè. 2 mét đuổi màu cà rốt giùm em nha, chắc đủ dày dặn bao đẹp cho mấy chị luôn. Đuổi nha. Màu này hiếm lắm mấy chị, em chỉ còn được một mảnh này thôi nha. Đuổi cà rốt 51.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 51. 51.000 đuổi giùm em nha. Lấy đuổi thì chốt lên giùm em mã 51 mấy chị. Màu cà rốt mấy chị ơi, rất là đẹp luôn.
Lấy thì chốt lấy giùm em mã 51 nha. 51 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 51. 51 ngàn. Dạ đuổi lụa chị ơi, không phải đuổi nhanh nha. Đuổi nhanh nó hiếm lắm chị ơi, không có đuổi nhanh đâu. Em có mảnh tơ này mấy chị. Tơ họa tiết giùm em nha, cái này em còn được 1m7. 1m7 tơ giùm em nha. 1m7 tơ. Ai lấy tơ thì chốt lên giùm em mã 13. 13 ngàn tơ mấy chị. 13 ngàn tơ họa tiết giùm em. Lót lên áo kiểu nè. 13 ngàn. Ai lấy tơ thì chốt lên giùm em mã 13 nha. 13 ngàn tơ giùm em. 13 ngàn. Lấy tơ thì chốt lên giùm em mã 13 nha mấy chị. 13 ngàn giùm em. Em có mảnh xích nè mấy chị. 13 cho chị Kim Dung nè. Em còn mảnh xích nè mấy chị. Xích trắng 100D co dạng như mấy chị luôn nha. Em còn được 2m5 nè. 2m2 chứ. Cái này em còn được 2m2 nha. Co dạng cho mấy chị luôn xích nha. Ai lấy xích thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Xích chị Kim Dung chọn thêm cho đủ đơn giùm em nha chị. Chọn thêm để ngày mai em đi đơn luôn nha. Chọn tầm 2-3 mảnh nữa chị. Chọn thêm cho đủ đơn giùm em. 44.000 xích nha mấy chị. 44.000 xích. Chọn mảnh xong mấy chị. Lấy xích thì chốt lên giùm em mã 44 nha. 44.000 xích giùm em. Lấy xích thì chốt lên giùm em mã 44 mấy chị ơi. 44.000. Em còn mảnh von hoa hồng nè mấy chị. Von hoa hồng giùm em nha. Lót đen hồi nãy em còn mấy khúc kia em bán hết rồi chị ơi, chị vô trễ quá hết rồi. Em chỉ có được mấy khúc thôi. Em còn được 1m8 von hoa này mấy chị. 1m8 von hoa 22.000 giùm chị ơi. 22.000 von hoa hồng giùm em. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 22 nha. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị. 1m8. Lót lên áo kiểu 75 giùm em nè. 22.000 ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 giùm em nha. 22.000 giùm em nè. Em có mảnh đuổi màu vàng nè mấy chị. 22 cho anh Ba Ly Văn nè. Đuổi màu vàng giùm em nha. Không có coi luôn. Nãy giờ. Đuổi màu vàng mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Đuổi màu vàng. Cái này em còn được 3 mét nha. 3 mét đuổi màu vàng chắc dày vậy. Rất là đẹp luôn mấy chị. Chắc đuổi bao đẹp cho mấy chị luôn nha. 3 mét. 3 mét 73.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 73. 73.000 3 mét giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 73 nè mấy chị. 73.000 3 mét. Lấy thì chốt lên giùm em mã 73 nha. 73.000 giùm em mấy chị. 73.000. Em có mảnh lá nè mấy chị. Cái này là hoa xanh giùm em nha. Hoa xanh chấm 100D co dạng nha mấy chị luôn. Hoa xanh nè. Hoa xanh này em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét đủ lên đồ bộ váy đầm giùm em nè. Ai lấy hoa xanh thì chốt lên giùm em nha. Hoa xanh 34.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 34. 34.000 hoa giùm em nha. 34.000 hoa. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 34 nha mấy chị. 34.000. 73 cho chị Quỳnh Giao nè. 34.000 giùm em nha. Em còn mảnh xốp nha mấy chị. Xốp nhí tím giùm em nha. Xốp nhí tím lên đồ kiểu nè. Phải đầm cho bé giùm em. Cái này em còn được 2 mét mấy chị. 2 mét nhí tím giùm em nha. 2 mét. Ai lấy xốp thì chốt lên giùm em với nha. Xốp. Xốp 42.000. Ai lấy xốp thì chốt lên giùm em mã 42. Bốn mươi hai ngàn shop giùm em nha. 42.000 shop. Lấy shop thì chốt lên giùm em mã 42 nè. 42.000 giùm chị. 42.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nha. Em có mảnh von phối nhũ nè mấy chị. Von phối nhũ giùm em nha. Cái này mấy chị lên áo sơ mi kiểu, không thì lên đầm cho bé này rất là xinh luôn nha. Von phối nhũ màu trắng tinh giùm em nè. Cái này em còn được 1m4 mấy chị. 1m4 nha, đủ lên áo kiểu sơ mi kiểu nè, lên đầm cho bé giùm em. 1m4. 1m4 25.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 25.
25.000 nhỉ mấy chị ơi, 25.000 quan phối nhũ giùm em, lấy thì chốt lấy giùm em ạ, 25.000 giùm em nha mấy chị, 25.000 này. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 nha. Em còn mảnh nhí đen nè mấy chị. Nhí đen giùm em nha, 25.000. Nhí đen nè mấy chị ơi, lên đồ bộ váy đầm nè, lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha. Chắc con lụa, lên đồ rất là đẹp mấy chị, lên đồ rất là mát lắm nha. Cái này em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 nhí đen nha, lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè, 3m2. 32 lấy hết thì chốt không thì chia nha. 32 này là 67.000, ai lấy thì chốt với giùm em mã 67. 67.000 32 giùm em nha. Lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha mấy chị, 67.000. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 67. 67.000 giùm em nha, 67.000. Lấy thì chốt với giùm em mã 67, 67.000 giùm em. Em có mảnh von họa tiết nha mấy chị. Von họa tiết giùm em nha, cái này em còn đủ áo thôi nha. Họa tiết 1 mét đủ áo. Ai can may đủ áo kiểu thì chốt lấy giùm em này, họa tiết nha, 1 mét. 1 mét 13.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 13. 13.000 họa tiết giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 13 này. 13.000 giùm em nha mấy chị, 13.000. Lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 13 nha. Em còn mảnh von hoa nữa nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. 13 cho chị Diệu Lợi nè. Von em còn được 1 mét đủ áo thôi nha chị, 1 mét đủ áo thôi. Von nha. Von nha chị ơi, von phải lót giùm em nè. Cái này em còn được 2 mét mấy chị. 2 mét hoa giùm em nha. 2 mét hoa đủ lên áo đầm nè mấy chị. 27.000, ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 27. 27.000 hoa giùm em nha, hoa rất là đẹp luôn mấy chị. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. 27.000. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 27 nha. 27.000 hoa giùm em nha mấy chị, 27.000 hoa. Em có mảnh lụa lá nha mấy chị. Lụa lá chắc 100D co dạng cho mấy chị luôn. Lụa lá nha, em còn được 1m1. 1m1 lụa lá rất là đẹp luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Ai lấy lá thì chốt lấy giùm em nha mấy chị ơi, lá. Lá 21.000, ai lấy lá thì chốt lấy giùm em mã 21. Đủ lên áo kiểu giùm em nha, 21.000. Lá 21.000 giùm em nha mấy chị, lá 21.000. Em có mảnh nó họa tiết nha mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Lụa họa tiết thì em còn đủ áo luôn nè. Lụa họa tiết em còn được 1m4 đủ áo nha. Chấp co giãn cho mấy chị luôn, 1m4. 1m4 lên áo kiểu giùm em nha. 1m4 này là 22.000, ai lấy lụa thì chốt lấy giùm em mã 22. 22.000 họa tiết giùm em nha. Lấy lụa thì chốt lấy giùm em mã 22 nè. Em chào chị Thị Bích Liên Dương nha. 22.000 nha mấy chị, 22.000 giùm em. Em còn mảnh mango hoa nè mấy chị. Mango hoa nhí giúp em nha, 22 cho chị Văn Thanh nè. Chị đổi vô rồi. Mango hoa tí giúp em nha, cái này em còn đủ áo thôi mấy chị. Em chỉ còn được 90 phân thôi, chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giúp em nha. Không thì lên đồ cho bé nha mấy chị. Hoa này lên đồ cho bé rất là xinh luôn nha. Chị nào mà có bé thì chốt lên về may đồ cho bé mấy chị. 15.000. 15.000 em chỉ còn được 90 phân thôi nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 15 nha mấy chị, 15.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000 90 phân giùm em nha. Em còn mảnh hoa này mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa này em còn được 1m6 mấy chị. 1m6 lụa hoa lên đồ bộ váy đầm giùm em này. Chắc co giãn cho mấy chị nha, 1m6. Lên đồ bộ váy đầm nha, 23.000. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 23 nha mấy chị, 23.000 giùm em này, hoa rất là đẹp luôn. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. 23.000 hoa nha mấy chị, 23.000 hoa nè. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. Cái mảnh này giống mảnh này quá ta. Không, mảnh này nhỏ hơn. Em còn mảnh á. Đâu, cái mảnh kia đẹp hơn. Thấy không? 23 cho chị Diệu Lợi nè. Mảnh kia văn lụa. Em còn mảnh von này mấy chị, von họa tiết giùm em nha. Von họa tiết này em còn được 2 mét. 2 mét họa tiết nha mấy chị.
lót lên áo kiểu váy đầm giùm em 2 mét. 2 mét này là 24 ngàn nha mấy chị, 24 ngàn họa tiết giùm em. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 24 nha. Cái này là nó chia ô nha mấy chị, mấy cái đường này là nó chia ô giùm em nha, không phải là lỗ đâu nha. 24 ngàn 2 mét, ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 24 ngàn giùm em nha, 24 ngàn. Em còn mảnh á hoa nữa nè mấy chị, hoa nhĩ hồng giùm em nha, hoa nhĩ hồng. Cái này em còn được 2 mét luôn mấy chị, 2 mét lụa hoa nhĩ hồng giùm em nha, lên một cái đầm mấy chị, cái này lên đồ bộ váy đầm đều được nha, 2 mét. Ai lấy nhĩ thì chốt lấy giùm em mã 29 ngàn hoa giùm em nha, 29 ngàn lụa hoa nha mấy chị, 29 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 29 ngàn giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 29. Em còn mảnh von nhí thì mấy chị 29 cho chị Phan Nguyễn nè, 29 em hết nha chị Vân Thanh, chọn mảnh khác giùm em. Em còn mảnh von nhí thì mấy chị von nhí giùm em nha, von nhí thì em còn được 1m4 nha, 1m4 von nhí như mấy chị, 1m4 von nhí lót lên áo kiểu giùm em. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em nha, nhí 22 ngàn. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 22 ngàn nhí mấy chị, 22 ngàn nhí, lấy nhí thì chốt với giùm em mã 22 nè, 22 ngàn giùm em nha, 22 ngàn lấy giùm mấy cái mảnh hoa kia đi, 22 ngàn giùm em nha. Em có mảnh nhí hồng nè mấy chị, nhí hồng giùm em nha. Cái này là chắc mango giùm em nha mấy chị ơi, mango giùm em, mango nhí hồng nha. Cái này em còn được 1m3 đủ áo mấy chị, 1m3 đủ áo thôi nha. Chị nào mà lấy áo thì chốt với giùm em này, 1m3. 1m3 23 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt với giùm em mã 23 nha, 23 ngàn 1m3 nha. Nha mấy chị ơi, 23 ngàn 1m3 nè, lấy thì chốt với giùm em mã 23 nha, 23 ngàn giùm em nha mấy chị, 23 ngàn. Em còn mảnh lụa họa tiết nè mấy chị, lụa họa tiết giùm em nha, lụa họa tiết thì em còn đủ áo thôi. Em còn được 1m đủ áo nha, 23 cho chị Diệu Lợi đi. 1m3 đủ áo nha mấy chị, chắc co giãn cho mấy chị luôn nè, 1m3. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17. 17 ngàn 1m chứ. Cái này là 1m 17 ngàn giùm em nha mấy chị. 1m 17 ngàn, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 17 nha. Hỏi tiếp mấy chị, lên áo kiểu rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 17. 17 ngàn giùm em nha mấy chị, 17 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 17 nha, 17 cho chị Văn Thanh nè. Đổi vô, đổi vô. Em còn mảnh caro nè mấy chị, caro giùm em nha. Lên pyjama đùi giùm em nè, lên pyjama đùi váy đầm giùm em nha. Cái này em còn được 2m luôn mấy chị, 2m caro giùm em nha. Lên pyjama đùi nè, váy đầm giùm em nha. 2m này là 24 ngàn. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 24. 24 ngàn 2m giùm em nha, lấy thì chốt với giùm em mã 24 nè, 24 ngàn giùm em nha các chị, 24 ngàn. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 24 nha, 24 ngàn giùm em. Em có mảnh lụa hoa nè mấy chị, lụa hoa giùm em nha, hoa rất là đẹp luôn, 24 cho chị Phan Nguyễn nè. Chị Vân Thanh lại chậm hơn nữa rồi, sao hôm nay mạng chị yếu dữ. Em còn mảnh lụa hoa này em còn được 1m2 nha mấy chị, 1m2 lụa hoa này chắc co giãn cho mấy chị luôn. Lên áo kiểu rất là đẹp mấy chị, hoa rất là đẹp luôn nha mấy chị thấy không, hoa này rất là đẹp luôn. Em còn được 1m3 nha, 1m3 26 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26. 26 ngàn hoa giùm em nha, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26 nè, 26 ngàn giùm em nha mấy chị, 26 ngàn. 26 cho chị Vân Thanh nè, biết không được mới được. Em còn mảnh von hoa nhí nâu nha mấy chị, cái này là nhí nâu giùm em, nhí nâu lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Nhí màu trắng này màu nâu giùm em nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Cái này em còn được 4m nha mấy chị, 4m lấy hết thì chốt không thì chia nha. Em chào chị Hải Yến Phan Thị nè, đủ đơn chưa? Lụa giấy hoa hả chị? Lụa giấy hoa. Em không biết nữa chị ơi. Chị
Chị xem like chọn giùm em đi chứ em cũng biết nữa. Hình như có nhưng mà em cũng biết nó ở đâu nữa chị ơi. Chắc là có á. 64.000 giùm em. Đúng không? 64.000 nha, lấy thì chốt đó giùm em mà 64. 64.000 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia nè, 64.000. Ai lấy thì chốt đó giùm em mà 64 nha. Thôi nhí, không nhí là người giấy. Ở đâu đây? 64.000 giùm em cái gì? Không có tiền. Hoa nhí mà lụa giấy á. Em còn mảnh tơ hoa nè mấy chị. Hình như khó tìm thiệt. Cái này em còn được 2m2 nha mấy chị. 2m2 tơ hoa giùm em nha. Tơ rất là nhẹ luôn. Này mấy chị lót lên màu tối á. Lên nổi lên hoa rất là đẹp luôn nha. Màu này nó hơi nhã mấy chị. Hơi nhã giùm em nha. Đồ giấy hoa đấy. Đồ giấy hoa là được không cần giấy. 17.000 giùm mấy chị. Tơ 17.000 này. Ai lấy tơ thì chốt lấy giùm em mã 17. 17.000 tơ giùm em nha. Lấy tơ thì chốt lấy giùm em mã 17 nha mấy chị. 17.000. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Lụa hoa trắng 100D co giãn cho mấy chị nha. Cái này em còn được 1m4. 1m4 hoa nha mấy chị. Chắc co giãn cho mấy chị nha. 1m4 này lên áo kỹ giùm em 1m4. Thấy có hoa nổi không? Hoa nổi thôi. 25.000 giùm em nha. 25.000 1m4. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 25. 25.000 1m4 giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 này. 25.000 giùm em nha mấy chị. 25.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 nha. 25 cho chị Vân Thanh nè. Em còn mảnh lụa nhặt mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lụa nhặt giùm em nha. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái này em còn được 1m5 đi mấy chị. 1m5 lụa nhặt nha. Rất mỏng nhẹ bao đẹp cho mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Nhanh tay chốt đi mấy chị ơi. Em còn được 1m5 nè. 1m5 20.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 20. 20.000 1m. Em không nhớ đâu anh ơi. Anh mua mà hình như là anh có rồi á. Chứ em cũng không nhớ nữa. 20 cho chị Vân Thanh nè. Em còn mảnh von họa tiết nha mấy chị. Von họa tiết giùm em nè. Này mấy chị lót lên áo kiểu này. Áo dài váy đầm giùm em nha. Von họa tiết thì em còn được 2m8 nha mấy chị. 2m8 họa tiết giùm em nha. Lót lên đồ rất là đẹp luôn mấy chị. 2m8. 2m8 này là 42.000. Ai lấy tơ, ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 48. Gì 42.000 nha. 42.000 2m8 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nha. 42.000 mấy chị. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 42 nha. 42.000. Lụa nhặt nữa nè mấy chị. Lụa nhặt nữa nha. Cái này em còn đủ áo thôi nha mấy chị. Em còn được 90 phân thôi nha. Lụa nhặt này em còn được 90 phân thôi mấy chị. Chị nào mà canh may đồ áo thì chốt lấy giùm em nha. Không thì lên đồ cho bé giùm em. 90 phân 11.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 11. 11.000 90 phân giùm em nha mấy chị. Chắc lụa nhặt bao đẹp cho mấy chị luôn. 11.000. Em chỉ còn được 90 phân thôi. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 11 nha. 11.000 giùm em. 11 cho chị Vân Thanh nè. 90 phân thôi nha chị. 90 phân thôi. Em còn mảnh bi nè mấy chị. Bi này là chắc lụa giấy giùm em nha. Bi chắc lụa giấy thì em còn được 1m6. 1m6 bi nha mấy chị. Lena váy đầm đồ bộ giùm em nè. 1m6 chắc lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. 1m6 22.000. Ai lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 22. 22.000 bi giùm em nha. Lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 22 nè. 22 cho chị Hai Duyên nè. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Cái đó còn không? Em còn được 2m nè mấy chị. Còn hơn bây giờ. Em còn màu xanh nhưng mà được ấy. Không, đúng rồi đó nè. Cái tay đang bữa rất sắc sắc rồi. 22 em hết nha mấy chị ơi. Chọn mảnh khác giùm em. 34.000 nha mấy chị. 34.000 hoa. Hoa trắng 100D giùm em co giãn cho mấy chị luôn nha. 2m. 2
mét 34.000 hoa, rất là đẹp luôn mấy chị. Hoa cam giùm em nha, rất là đẹp luôn, lên một cái đầm giùm em, siêu xinh siêu đẹp luôn mấy chị, 34.000 giùm em nha. Lá thì chốt nó giùm em mã 34, 34.000 giùm em nha mấy chị, 34.000. Cái gì vậy? Điện thoại á. 34 cho chị Vân Thanh nè, mất hình tượng quá. Vẫn rất nét nha. Em còn mảnh hoa nha mấy chị, hoa giùm em nha, lộn cái này đốm giùm em mấy chị, đốm này em còn đủ áo thôi, đốm đủ áo giùm em nha, em còn được 1 mét, 1 mét đốm đủ áo nha. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 18, 18.000 đốm nha mấy chị, đốm xanh giùm em, lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 18, em còn đủ áo thôi nha, đốm 18. Mệt quá đi. Bi này em còn, bi này là von giùm em nha mấy chị ơi, von bi giùm em nè, lót lên áo sơ mi kiểu váy đầm giùm em nè, von bi nha, von bi này em còn được 2 mét nha mấy chị, 2 mét von bi lót lên áo kiểu váy đầm giùm em, 2 mét, mấy chị xem mã 7. Ủa, ở trên sao còn đủ 7 mã luôn hả? 6 mã, nếu mà thấy đống xanh thì 6 mã chứ mấy. Đây là cái tường là mã 6. Lấy mã cuối cùng đi. Vậy ở trên tường của em đâu có cái mã nào mã 7 đâu. Cái mã này là mã cuối cùng rồi. Mã 6. Cái này mà đâu? 1, 2, 3, 4. Cái này mã 5 mà má. Cái này là sọc giùm em nha mấy chị, sọc đủ màu giùm em nha. Mấy chị đếm hay quá, mấy chị đếm tường đúng không? Cái này em dạ cái này mã cuối giùm em đi, mã cuối cho chắc ăn. Cái này là sọc giùm em nha, sọc đủ màu trắng 100D mấy chị, lên đồ rất là đẹp luôn nha, lên đồ bao đẹp luôn mấy chị ơi. Cái này mấy chị lên đồ gì cũng đẹp luôn. Gì vậy? Xếp vết đùi này, váy đầm, đồ bộ, lên quần ống suông ống rộng đều đẹp nha. Đổi chị mảnh bi 2 mét, mảnh bi, đổi chị mảnh bi 2 mét này, mảnh kim 1m6, mảnh là 1m6 bi. Hồi nãy bây lụa giấy á, 28.000 giùm em nha, cái này 28.000, 28.000 giùm em nha mấy chị, 28.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 28 nha. Von giùm em nha mấy chị ơi, von là phải lót giùm em nè. Chị đổi cái này để lấy cái von bi này đúng không chị Hai Duyên ơi? Đúng thì ok giùm em nè. Von là phải lót, còn bi là không lót, lụa giấy là không lót. Sọc 2 mét cho chị Tố Nguyên nè. Cái này là von nha chị ơi, von là phải lót giùm em nè, nếu đúng thì chị ok để em đổi cho chị nha. Đúng thì ok để em đổi cho chị nha, cái này 28.000 nha chị, 28.000 2 mét. Von giùm em nha mấy chị. Cái này là von chứ không phải là lụa đâu nha chị ơi, nghe rõ giùm em với, von á. Em sợ chị lộn á, cái này là von giùm em nha. Em còn mảnh bi nè mấy chị, cái bi này là bi trắng giùm em nha. Dạ cái này là lụa giấy nha, cái bi hồi nãy là lụa giấy chị, lụa không cần lót nha. Cái nào mà em kêu lụa thì chị lên bộ không cần lót, còn cái nào mà em kêu von thì phải lót nha chị ơi. Lụa không cần lót nhưng mà von là phải lót cho em nha. Em còn mảnh á, bi màu trắng nha chị ơi, bi màu trắng lụa giấy giùm em còn đủ áo thôi. Đủ áo nha, em còn được 1 mét đủ áo nè, 28 chứ chị Thị Bích Liên Dương nè. Cái này áo 18.000 nha mấy chị, bi trắng á, bi trắng là 18.000 giùm em, 28 em hết nha mấy chị. Bi trắng 18.000 giùm em, đắt lụa giấy luôn giùm em, 18.000. Ai lấy bi thì chốt nó giùm em mã 18. Dạ ok, ok chị. Mấy chị nhớ nghe rõ chắc giùm em nha mấy chị ơi, nhớ nghe rõ chắc giùm em. 18 chứ chị thì Bích Liên Dương luôn nè. Nhưng mấy chị thích mùi giấy. Nhưng mà quan trọng là giờ là thích rồi. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa nha, cái này là trắng 100D giùm em. Co giãn cho mấy chị luôn nè, hoa nha. Hoa này em còn đủ áo thôi mấy chị. Em còn đủ áo thôi nha, em còn được 1m2 mấy chị. 1m2 đủ áo giùm em nha. Hoa rất đẹp luôn mấy chị, co giãn cho mấy chị luôn nha. Hoa, hoa rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lên áo kiểu rất là xinh luôn nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 21, 21.000 hoa nha, 1m2 này. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 21 nha.
21.000 một mét 2 nha chị, 21.000 một mét 2 này. 21 cho chị ở Văn Thanh này. Em còn mảnh hoa lụa giấy nè mấy chị. Hoa này là chắc lụa giấy giùm em nha. Mỏng nhẹ cho mấy chị nè. Em còn được 1m7 nè mấy chị. 1m7 hoa chắc lụa giấy nhăn lên đồ bộ váy đầm giùm em. 1m7. 1m7 này là 23.000 giùm em nha mấy chị. 23.000 1m7. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 giùm em nha. Lụa giấy mấy chị mỏng nhẹ cho mấy chị luôn 23.000. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 23 nha. 23.000 giùm em. 23 cho chị Văn Thanh nè. Em còn mảnh nhí xanh nè mấy chị. Nhí xanh này là chắc von lụa giùm em nha. Chắc von lụa nha mấy chị. Nhí xanh này em còn được 1m3 nha. 1m3 đủ lên áo cưới giùm em nè. Chắc von lụa nha, 1m3. Ai lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 nhí với mấy chị, 24.000 nhí. Lấy nhí thì chốt với giùm em mã 24. 24.000 1m3. Đủ lên áo kiểu nha mấy chị ơi, đủ lên áo kiểu giùm em 24.000. 24 cho chị Văn Phan luôn nè. 24 em còn một mảnh cho chị Thủy Mộng nha. Em còn mảnh hoa nè mấy chị. Hoa chắc 100D giùm em nha. Chắc 100D, rất là đẹp luôn mấy chị. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Hoa này em còn được 3m mấy chị. 3m hoa giùm em nha, chắc co giãn cho mấy chị luôn. Hoa mấy chị ơi, mấy chị thấy hoa không? Hoa này rất là sang luôn nha. Lên một cái đầm bao sang cho mấy chị luôn, 3m. Ai lấy thì chốt với giùm em nha mấy chị. 3m này là 50.000, ai lấy thì chốt với giùm em mã 50. 50.000 hoa giùm em nha, 50.000 hoa này. Lấy thì chốt với giùm em mã 50 nha. 50.000 giùm em nha mấy chị, 50.000. Lấy thì chốt với giùm em mã 50. 50.000 giùm em nha mấy chị, 50.000. 50 cho chị Văn Thanh nè. Nhí đen nè mấy chị. Nhí đen giùm em nha, lên đồ cho bà cho mẹ, chắc von lụa giùm em nè. Chắc von lụa lên đồ cho bà cho mẹ giùm em nha. Cái này em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nha. 3m2 thần của hoa tới. 3m2 này là 67.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 67 nha, hình như ở bên này này. 67.000 giùm em nha, 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia nè, lên đồ cho bà cho mẹ giùm em nha. 67.000, 67 cho chị Văn Thanh nè. Hoa xanh nè mấy chị, hoa xanh giùm em nha. Chắc 100D luôn, co giãn cho mấy chị, cái này em còn được 2m nha. 2m hoa xanh chắc co giãn cho mấy chị, lên một cái đầm giùm em nha. Lên một cái đầm rất là đẹp đúng không chị? 2m này là 33.000. Ai lấy thì chốt cái giùm em mã 33. 33.000 hoa xanh giùm em nha. Hoa trắng đen xanh giùm chị 33.000 2m này. Ai lấy thì chốt cái giùm em mã 33. 33.000 giùm em nha mấy chị, 33.000. Em còn mảnh von nè mấy chị. Von giùm em nha. Von hoa nha mấy chị ơi, von hoa giùm em. Von hoa này em còn đủ áo thôi nha. Con hoa này em chỉ còn được 90 phân thôi. 90 phân chị nào mà canh may đồ áo thì chốt lấy giùm em nha. Hoa rất là đẹp đúng không chị? Hoa màu này hơi nhảy nhưng mà lên đồ rất là đẹp luôn nha. Em còn được 90 phân thôi. Chị nào mà canh may đồ áo thì chốt lấy giùm em mã 15 nha. 15.000 90 phân với chị. Chỉ có 90 phân thôi. Canh may đồ áo thì chốt lấy giùm em mã 15. 15.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 15 nha mấy chị. Em còn mảnh hoa này mấy chị ơi, hoa chăn hai đầu giùm em nha. Hoa chăn hai đầu, hoa rất là đẹp luôn mấy chị. Chăn hai đầu giùm em nha. Cái này mấy chị lót lên, cái này mấy chị lên một cái đầm giùm em đi, rất là đẹp luôn. Em còn được 1m7 nè. 1m7 hoa chăn hai đầu giùm mấy chị. Co giãn như là cô tông luôn mấy chị ơi. Chắc có 100D nhưng mà nó co giãn như là cô tông luôn mấy chị. Mấy chị thấy hoa không? Rất là đẹp luôn nha. Hoa này lên đầm rất là sang quý chị. Không lấy là uổng lắm luôn nè. Em còn được 1m7 nha. 1m7 35.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 35. 35.000 1m7 giùm em. 35.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 35 nhỏ quá. 35 cho chị Vân Thanh nè. Em còn mảnh đốm nè mấy chị. Đốm trắng giùm em nha, cái này là chắc lụa giấy nè. Đốm trắng chắc lụa giấy giùm em nha. Lên đồ bộ váy đầm giùm em, chắc lụa giấy, rất là đẹp luôn mấy chị. Mấy chị Khánh mới cố gắng chọn đủ đơn để mai em đi đơn luôn nha mấy chị ơi. Có nhiều chị chưa chọn đủ đơn lắm. Mấy chị
cố gắng chút đủ đơn giùm em đi. Đốm thì em còn được 2m2 nha mấy chị, 2m2 đốm nên đồ bộ vải đầm giùm em chắc lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. 2m2 đéo kỹ quá nha. 2m2 36 nghe giùm em chị, 36 nghe. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 36 lấy không mà. 36 nghe giùm em nha, lấy thì chốt với giùm em mã 36 mấy chị. Lụa giấy rất là đẹp luôn mấy chị ơi, 36 nghe. Em còn mảnh hoa cam nè mấy chị. Hoa trắng nền cam giùm em nha, màu này màu cà rốt mấy chị. Màu cà rốt giùm em nha, em còn được 1m rưỡi. 1m rưỡi chắc co dạng như mấy chị nha. Lên một cái đầm giùm em mấy chị ơi. Lên đầm giùm em. 27.000 1m rưỡi nha. Hai ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 27. 27 nghe giùm em nha mấy chị ơi, màu rất là đẹp luôn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 27 nha. 27 nghe giùm em nha, 27 nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 27 nha mấy chị, 27 nghe giùm em nè. Em còn mảnh bi nè mấy chị. Bi nha. Bi này là chắc 100D co dạng giùm em còn đủ áo thôi. Bi 1m đủ áo nha mấy chị. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lấy giùm em nè. Bi xanh giùm em 17.000, ai lấy bi thì chốt với giùm em mã 17. Bi 17.000 giùm em nha, đủ áo thôi mấy chị, chắc co giãn cho mấy chị luôn nè. 17.000 lấy bi thì chốt với giùm em mã 17. 17.000 bi giùm em nha, 17.000 bi. 17 cho chị Phan Nguyễn nè. 1m thôi nha chị ơi, 1m canh may đủ áo thôi nha. Em còn mảnh á, hoa đỏ nè mấy chị ơi. Hoa đỏ giùm em nha, rất là đẹp luôn nè. Chắc 100D. Cái này em còn được 2m8 mấy chị. 2m8 hoa đỏ nha. Dạ đơn trên 500.000, chuyển khoản em mới miễn ship nha chị Hai Duyên ơi. Đơn trên 500.000 em chuyển khoản em mới miễn ship nha chị. 2m8 50.000, ai lấy thì chút lấy giùm em mã 50. 50.000 2m8 giùm em nha mấy chị ơi, 50.000 chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn nè. Hoa đỏ lên một cái đầm rất là sang luôn mấy chị. Lên một cái đầm rất là sang luôn nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 50 nha. 2m8 50.000 mấy chị, 2m8 50.000. Em có mảnh bi rồi nè mấy chị. Bi giùm em nha. Bi này là bi to giùm em nè. Bi to này em còn được 90 phân mấy chị. 90 phân bi to giùm em nha, chắc co giãn cho mấy chị luôn nè. Nè mấy chị nào canh may đồ áo thì chốt cái giùm em nha. 90 phân 16.000, ai lấy thì chốt cái giùm em mã 16. 16.000 90 phân giùm em nha, 16.000. Em còn mảnh á, hoa này mấy chị, hoa này là chắc lụa giấy giùm em nha. Hoa nhĩ đen chắc lụa giấy này em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 chắc lụa giấy giùm em nha, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lên váy đầm đồ bộ này 3m2 lấy hết thì chốt, không thì chia nha. 3m2 này là 56.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 56. 56.000 3m2 giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 56 nè. 56.000 giùm em nha mấy chị, 56.000 hoa lụa giấy á, rất là đẹp luôn nha, 56.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 56 nha. 56.000 giùm em có mảnh á. Bi chắc mango nè mấy chị ơi. Bi này là chắc mango giùm em nha. Mango bi hồng. Em còn được 1m nha mấy chị. 1m mango bi hồng, canh may đồ áo kiểu giùm em, rất là đẹp luôn mấy chị. Không tìm mấy chị lên lên đầm cho bé mấy chị ơi, lên đầm cho bé giúp em. 21.000 ai lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 21. 21.000 bi nha, chắc mango loại 1 mấy chị, dày dặn cho mấy chị luôn nha. 21.000. Lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 21. 21.000 bi giùm em nha. 21 cho chị Phan Nguyễn nè. 1m thôi nha chị ơi, 1m thôi. Chị thích áo. Em còn mảnh hoa này mấy chị. Hoa này là chắc von lụa giùm em nha. Hoa chắc von lụa em còn được 1m luôn. 1m hoa vàng giùm em nha, đủ lên áo kiểu mấy chị. Đủ lên áo kiểu giùm em nha, 18.000, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000 đủ lên áo kiểu nha mấy chị. Bữa đeo mặc với áo kia rồi. Cho hộp thôi. 18.000 giùm em nha, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18 mấy chị. 18.000 1m. Mango nữa mấy chị ơi. Mango hoa nhí giùm em nha.
mango hoa nhí này em còn được 1m3 mấy chị. 1m3 mango hoa nhí giúp em. Rất là đẹp luôn nha. Ai lấy mango thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Mango. Mango 22.000, ai lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 22 nha. 22.000 mango giùm em nha mấy chị, 22.000 nè. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 22. 22.000 giùm em nha, 22.000. Em còn mảnh hoa chăng nè mấy chị ơi. Hoa chăng hai đầu giùm em nha. Hoa chăng hai đầu thì em còn đủ áo thôi mấy chị. Chăng hai đầu thì em còn đủ áo. Em còn được 1m1 đủ áo nha. 1m1 chắc co giãn cho mấy chị luôn nha. Chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lấy giùm em. 1m1 19.000, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 19. 19.000 áo nha mấy chị, 19.000 áo nè. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 19 nha. 19.000 giùm em nha mấy chị, 19.000. Em còn mảnh bi nè mấy chị, bi này là bi xanh đen giùm em nha. Em còn được 1m1 đủ áo luôn nha mấy chị. 1m1 đủ áo bi xanh đen giùm em. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Bi bi 16.000, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 16. 16.000 áo giùm em nha mọi luôn á. 16.000, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 16. 16.000 áo giùm em nha, 16.000. Em còn mảnh von phối nhũ nè mấy chị. Von phối nhũ màu hồng cam giùm em nha. Von phối nhũ màu hồng cam này em còn được 1m5 16 cho chị Phan Nguyễn này. 1m1 nha chị ơi. 1m5 von phối nhũ giùm em nha mấy chị. 1m5 này là 31.000. Ai lấy nhũ thì chút nó giùm em mã 31 nha. Lót lên áo kiểu váy đầm rất là đẹp luôn mấy chị. 31.000 giùm em 1m5. Ai lấy nhũ thì chút nó giùm em mã 31. 31.000 giùm em nha. Satin giùm mấy chị. Satin caro giùm em nha. Satin caro này em còn được 1m luôn mấy chị. 1m satin caro đủ lên áo kiểu không thì lên đầm cho bé nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 14. 14.000 1m giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 14 nè. 14.000 caro nha. 14.000 caro. Em còn mảnh lụa giấy hồi nãy màu xanh đen. Em còn mảnh lụa giấy nha mấy chị. Lụa giấy hoa giùm em nha. Cái này là màu đen, hồi nãy là màu xanh đen nha mấy chị. Cái này em còn được 1m1 nè. 1m1 lụa giấy hoa giùm em. Chắc rất là đẹp đúng không mấy chị. Lên áo kiểu giùm em nè, 1m1. 1m1 16.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 16. 16.000 1m1 giùm em nha, 16.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 16. 16.000 giùm em nha mấy chị, 16.000. Em còn mảnh á, lụa hoa này mấy chị ơi, hoa này rất là đẹp luôn nha. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái này là chắc 100D nha, bao mướt cho mấy chị luôn nè. Cái này em còn được 1m4 nha. 1m4 đủ lên áo kiểu nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Chị này mà nhỏ con á, đủ lên một bộ đồ đùi nè. Mấy chị thấy hoa ánh sang không? Rất là sang luôn nha. Chắc rất là đẹp luôn mấy chị. 1m4 này là 24.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 24. 24.000 giùm em nha mấy chị, 24.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 24 nha. Hoa rất là sang luôn mấy chị. Hoa bao sang như mấy chị luôn. 16 cho chị Quỳnh Giao nè. 24.000 giùm em nha mấy chị ơi, 24.000. 24 cho chị ở Văn Thanh nè. Em còn mảnh von phối nhũ đến hạt kim sa nè mấy chị. Von phối nhũ đến hạt kim sa giùm em. Cái màu này màu đỏ băm giùm em mấy chị ơi, màu đỏ băm. Cái này em còn được 3m5 nè mấy chị, lóc lên áo dài đi, váy đầm giùm em. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, độc lạ cho mấy chị nha. Còn chưa lên cao được. 3m5 lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. Giờ thì đỡ rồi. 3m5 44.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 44. Ra giọng gái chứ. Hơi 3m5 44.000, lấy hết thì chốt không thì chia cho mấy chị. Lên áo dài bao sang cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt lấy giùm em nha. Em còn mảnh á satin caro nha mấy chị ơi, satin caro giùm em. Satin caro màu hồng mấy chị, màu hồng giùm em nè. Lên áo sơ mi kiểu nè, đồ bộ váy đầm đều được nha mấy chị. Cái này em còn được 3m5 nha. 3m5 lấy hết thì chốt không thì chia nè, 44 cho chị Phan Nguyễn nè. 3m5 lấy hết thì chốt không thì chia giùm em, 44 cho chị Phan Nguyễn. 60.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 60. Mấy chị chưa đủ đơn thì tranh thủ chọn đủ đơn nha mấy chị ơi, em sắp nghỉ rồi ạ.
Mai em chốt đơn rồi nha. Mấy chị tranh thủ chọn đủ đơn giùm em. 60.000 nha mấy chị, 60.000 nè. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 60 nha. 60.000 ba mấy rưỡi lấy hết thì chốt xong thì chia nè. Lên đồ rất là đẹp luôn mấy chị, 60.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 60. Em có mảnh súp bò kho nè mấy chị. Súp bò kho giùm em nha. Cái 2 mét thôi. Cái này em còn được 3 mét mấy chị ơi, 3 mét súp bò kho giùm em. Kho tử không nhiều. 3 mét súp bò kho lên đồ bộ váy đầm giùm em nha mấy chị. 3 mét 58 ngàn. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 58. 58 ngàn súp bò kho mấy chị. Súp bò kho, kho rất đẹp luôn. Lấy thì chốt nó giùm em mã 58. 58 ngàn giùm em nha mấy chị ơi, 58 ngàn. Lấy thì chốt nó giùm em mã 58 nha. Súp bò kho rất là đẹp luôn mấy chị, 58 ngàn. Lấy thì chốt cái giùm em mã 58 nha. Em có mảnh á von tầm phối sọc kim tuyến nha mấy chị. Von tầm phối sọc kim tuyến giùm em nha. Cái này em còn đủ áo thôi mấy chị. Chị nào mà canh may đủ lên áo kiểu thì chốt cái giùm em nha. Cái này em còn được 1-2 nha mấy chị. Mày mất mất đi. Mày lố hơn tao. 1m2 17.000 mấy chị ơi. 1m2 17.000 lên áo kiểu rất là đẹp luôn nha. 1m2 mà chỉ có 17.000 thôi. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 17. 17.000 nha mấy chị ơi, 17.000. 17 cho chị thì Bích Liên Dương nè. Em có mảnh lụa đốm nha mấy chị. Lụa đốm đỏ giùm em nha. Lên đồ bộ váy đầm giùm em. Lụa đốm đỏ này em còn được 3,5 mét mấy chị. 3,5 mét nha, lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. 3,5 mét. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em với nha. Đốm sau 55.000 mấy chị. Đốm này 55.000 giùm em nè. 55.000 đốm lấy hết thì chốt không thì chia mấy chị. Lên đồ bộ váy đầm giùm em 55.000. Lấy hết thì chốt không thì chia nha. 55.000 giùm em nha mấy chị, 55.000. Em còn mảnh sọc đủ màu nè mấy chị. Sọc đủ màu giùm em nha. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha nè mấy chị. May đồ đắm, may đồ tắm mấy chị. Lên đồ tắm rất là đẹp luôn nha, nổi như cái biển luôn. Cái này chấm 100D mấy chị ơi, co giãn cho mấy chị luôn nè. Lên 2m2 nha mấy chị, này lấy đi mê đi. 2m2. Mình không tránh. 2m2, ai lấy thì chút nó giùm em nha mấy chị. Lên xếp vét đồ đùi, đào gì váy đầm, đồ bộ, đồ tắm đều được luôn mấy chị ơi. Cái này cái gì lên cũng được hết, 44.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 44 nha. 44 nha giùm em nha mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 44. Lên đồ cho bé cũng rất là dễ thương luôn mấy chị. Lên đồ cho bé rất là dễ thương luôn nha. 44 nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 44 nha. 2,5 mét 44 nha. Em còn mảnh đuổi màu hồng nè mấy chị. Đuổi màu hồng giùm em nha. Cái này em còn được 1,7 m nha mấy chị. 44 cho chị Phan Nguyễn nè. Một con lóc kem để cô 3,5 mét. Dạ ok cô Phạm Hồng Quế nè. Cắt cho cô Phạm Hồng Quế 3,5 mét lóc một kem. Có bên kia mà lấy gì bác. 41.000 nha mấy chị. 41.000 đuổi màu hồng giùm em. 1,7 m. 41.000 nha mấy chị ơi. 1,7 m 41.000. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 44 nha. 41.000 giùm em nha mấy chị. 41.000. Em còn mảnh á nhí nha mấy chị, nhí giúp em nha. Nhí này em còn được 1,5 m nha mấy chị. Lên đồ bộ váy đầm, lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha. 1,5 m nhí giúp em, chắc con lụa nha mấy chị. Dạ con có nhiều màu lắm, cô muốn màu gì? Màu hồng, màu xanh nhạt, xanh đậm, xanh đen. Nói chung là con có nhiều màu lắm cô. Cô muốn cái gì? Đốm chi cho chị 1,7 m. Đốm này đúng không chị ơi? Đốm đỏ đúng không chị Hà Yến Phan Thị? Đúng thì ok để em chia cho chị nha. Đúng thì ok để em chia cho chị nè. Hoa nhí đi là 26.000 em chị. 26.000 1,5 m lên đồ cho bà cho mẹ nè. 26.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 26 cho mượn mấy cây kia đi. 26.000 giùm em, lấy thì chốt lấy giùm em mã 26. 26.000 nha mấy chị, 26.000. Dạ ok chị, để em cắt cho chị nha.
Đúng, chim 1m7. Em còn mảnh văn họa tiếng gì mà chị? Lóc này là con có màu lóc màu xanh đen nè cô ơi, màu vàng chanh hả? Màu vàng chanh chắc con không có quá, cái màu đó nó khó, nó hiếm lắm cô ơi, còn có màu vàng tươi. Cái này lóc màu xanh đen dùm con nha, lóc Habuta màu xanh đen, lấy thì kèm mấy nó dùm con nè. Con có mỗi màu vàng này thôi cô ơi. Màu vàng này là màu vàng tươi dùm em, dùm con nha. Màu vàng tươi, màu vàng nghệ hả cô? Lóc Habuta luôn nha, lấy thì kèm mấy lên dùm con với. Màu vàng chanh, cái màu này nó khó kiếm lắm cô ơi. À nãy giờ mà không ngồi lâu rồi. 1m nhưng mà chị von họ tiếng thì em còn được 1m nè. 1m họ tiếng thì là 13.000. Ai lấy họ tiếng thì chốt lên giùm em mã 13 nha. 13.000 họ tiếng đủ lên áo kỹ giùm em nè. 13.000 ai lấy họ tiếng thì chốt lên giùm em mã 13 nha. Em còn được 1m thôi. 1m họ tiếng 13.000. Ai lấy họ tiếng thì chốt lên giùm em mã 13 nha. 13.000 giùm em. Em có mảnh beo này mấy chị. Nó hồng sen, màu hồng sen thì như có đúng không? Dạ chị đợi em để em coi thử có nghiêng chị. Tại nó có ở trong trong đống hàng cây ấy, nhiều lắm. Để em kiếm có thử có không nha. Em có mảnh á beo này mấy chị. Cái này là beo lụa hàng châu giùm em nha. Beo lụa hàng châu, cái này em còn được 2m rưỡi mấy chị. Lụa hàng châu beo nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn, 2m rưỡi. Lên đồ bộ váy đam giùm em nè. 2m rưỡi 53.000. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 53. Không lôi được thì thôi, ấy là có không? 53.000 giùm em nha. Lấy thì chốt nó giùm em mã 53. Nha chị ơi, em không có màu hồng cánh sen. Em không có màu hồng cánh sen nha chị. Như bữa nó có mà đây. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Màu xanh. Sao cô chọn giùm con mấy cái màu khó quá vậy? 1m rưỡi lót xanh đen cho chị Kim Dung nè. Màu xanh non chuối. Màu xanh non chắc không có quá cô ơi. Màu xanh non. À có nè. Màu dạ quen hả? Không đó. Thì có nhuộm nó trăng rồi không? Ai lót? Nhuộm nó trăng rồi. Em mới đang lót mà. Con này con có màu xanh nhưng mà là lụa ngọc trai. Cái này con có màu xanh nhưng cô ơi, cái nhưng mà cái này là nó là lụa ngọc trai cô ơi. Lụa ngọc trai nhưng cái này đem lót thì uổng lắm luôn, nhưng mà lót có cái màu mà cô đưa con không có. Mấy màu đó hiếm quá à. Cái này giống màu vàng chanh thì có á. Ở trên line nè. Con có cái màu này thôi cô ơi, nhưng mà nó là lụa ngọc trai á. Lụa ngọc trai nha, ai lấy thì chốt lấy giùm em. Mày xàm quá. Em có mảnh lụa hoa này mấy chị. Hết rồi. 1m8 nha mấy chị ơi, 1m8 lụa hoa giùm em. Chắc co dạng cho mấy chị luôn 31.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 31. 31.000 giùm em nha. 31.000 hoa giùm em nha mấy chị. Mấy chị hỏi mấy cái màu mà khó quá à. Cái màu này hiếm lắm luôn á, cực kỳ hiếm luôn mấy chị. Em còn mảnh mango lá nha mấy chị. Mấy chị còn mấy cái màu gì bình bình xíu. Sao còn hoài vậy ta? Thì còn mảnh giao cắt luôn đi. Ủa đây như này bán rồi chứ hả? 31 cho chị Tô Quyên nè. Em còn mảnh mango lá nha mấy chị. Bao nhiêu tiền một mét? Dạ con bán ký coi. Cô hỏi cái lụa ngọc trai đúng không? Lụa ngọc trai đó con bán ký á, 100.000 một ký nha cô. 100.000 ký nha.
cây đó tầm 7-8 mét gì ạ. Mango nha mấy chị ơi, mango lá 1,5 mét, ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32.000 mango giùm em nha mấy chị ơi, 32.000 mango nè. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 giùm em nha mấy chị, 32.000. Em có mảnh lụa hoa chăng nè mấy chị. Lụa hoa chăng giùm em nhanh, chăng 2 đầu mấy chị. Chăn hai đầu này em còn được 1,5 mét nha, lên một cái đầm giùm em. Hoa chăn hai đầu ở giữa là bướm nha mấy chị. Hoa chăn hai đầu giùm em 4 mét lọ, 4 mét. Ủa cô lấy màu đỏ hả cô? Lót đỏ, có lót đỏ không? Đợi con xíu để con kiếm có thử có màu đỏ không nha cô. 23.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 23. 23.000 hoa chăn hai đầu giùm em nhân 23.000. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 23 nha chị, 23.000 giùm em. 23.000 giùm em nhưng mà chị 23.000. Con có lót màu đỏ rượu được không cô? Màu đỏ rượu cô lấy không? Con có mỗi màu đỏ rượu thôi nha. Mình có phải kiếm con màu đỏ nữa. Có màu đỏ nữa không? Cái này là lót hai bu ta màu đỏ rượu giùm con nha. Lấy thì kèm mét nè. 4,5 mét. 4,5 mét màu xanh ngọc trai nha. Con cắt cho cô 4,5 mét màu xanh ngọc trai này. Con có màu đỏ rượu này được không cô? Nếu thì ok thì để. Nếu thì ok. Nếu thì cô ok giùm con để con cắt giùm cô 4 mét nha. Con có màu đỏ này thôi. Màu đỏ rượu nha. Chứ màu đỏ, đỏ tươi này kia thì con không có nha. Dạ ok, để con cắt cho cô 4,5 mét lót màu đỏ rượu nè. 4 mét chứ, 4 mét màu đỏ rượu. 4,5 mét xanh ngọc trai nha. Cô muốn mua gì nữa không? Để con lấy luôn chứ cũng gần sắp hết giờ rồi ạ. Tối quá. À màu đó tối, dạ màu đỏ rượu mà cô, vậy cô có lấy không? Nếu cô không lấy thì cô kêu không lấy nha, để con khỏi cắt cho cô nha. Cái cây ghi gì ạ? Màu cam cam kìa. Màu cam cam kìa. Hình như vũi qua có một cây màu đỏ cam mà hết rồi đúng không? Không phải là cây mà còn cái đống gì. Em có mảnh xích nè mấy chị ơi, xích. Dạ ok, không lấy. Vậy cô chỉ lấy màu xanh ngọc trai thôi đúng không? Xích này em còn được 1,7 mét nhưng mà chị. Xích 1,7 mét chắc 100D co dạng nhưng mà chị luôn xích. Ai lấy xích thì chút đó nhưng mà chị. Lụa ngọc trai 3 mét cho chị Thị Bích Liên Dương này. 30.000 xích nha chị ơi, 30.000 xích. Lấy xích thì chút đó giùm em mã 30. 30.000 xích giùm em nha. Lụa ngọc trai em có màu hồng hồng cánh sen mấy chị. Mấy chị có lấy không? Màu hồng cánh sen lụa ngọc trai bữa. Màu đỏ rượu mới thôi. Ngọc trai vẫn hôm bữa thì màu đỏ rượu đấy chứ làm gì có hồng cánh sen. Hồng bữa có cái cây hồng cánh sen mà thì không có út mới không lấy chứ cho dù nó mới là lụa ngọc trai cũng lấy rồi. Có bữa mày lô bên này nè, không chịu nhớ ra bên này. Bữa mày lô mày để bên này nè, nó hay cãi ghê luôn á. Em có mảnh caro này mấy chị, caro giùm em nha. Mảnh caro giùm em nha. Caro này em còn đủ áo nha mấy chị. Caro đủ áo. Caro này em còn được 1,3 mét đủ áo nha. 1,3 mét đủ áo nha mấy chị ơi. 1,3 mét đủ áo này là 20.000. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 20. 20.000 giùm em. Hỏi kiếm đi, đâu ai lấy không mà kiếm. 20.000 nha mấy chị. 20.000 giùm em. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 20. Hồi bữa bán con trai lôi hết một đống đây mà không có. Mà đỏ rượu. Cái hồi đó làm gì có cái màu đỏ rượu con nghĩ sao? Bộ ngọc trai có màu đỏ rượu cây tỉ còn ngắn trên đây nhá. Ai gì lôi ra còn một cây đó. Cái cây đó cắt hết rồi, con nghĩ chán ghê. Cái cây kia kìa. Thế nào nữa? Cái cây thì... Em có mảnh đốm thì mới vậy. Đốm thì em còn đủ áo nha. 1,2 mét đốm như mới vậy. Lụa giùm em. Đốm này em còn đủ áo. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em nha. Đốm 22.000. Lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 22. 22.000 đốm nha mấy chị, 22.000 đốm. Lấy đốm thì chốt nó giùm em mã 22 nha mấy chị, 22.000 giùm em. 22.000 nha mấy chị, em có mảnh lụa chéo sọc nè mấy chị.
viên. Chị hai viên đủ đơn chưa? Hai viên đủ rồi. Chị đủ đơn rồi hả chị ơi? Đủ đơn rồi nha. Lụa chéo nhưng mà chị ơi, lụa chéo sọc chị em còn được 2 mét nè. 2 mét lụa chéo sọc nha. Ai lấy lụa chéo thì chốt với chị em nhưng mà chị lụa chéo chắc hơi dài dạng nhưng mà lên đồ rất là giá trị luôn nha, 51 ngàn. Chị muốn cầm không thì cầm. Đi ngủ rồi. 51 ngàn hai mét chị em nhân lấy thì chốt với chị em mà 51 chứ. 51 ngàn hai mét chị em nhưng mà chị chắc dài dạng lên đồ rất là giá trị luôn, lấy thì chốt với chị em mà 51 ngàn giùm em nha mấy chị, 51 ngàn. Em còn mảnh lụa thổ cẩm giùm mấy chị, lụa thổ cẩm giùm em nha, lên đồ bộ váy đầm rất là đẹp luôn. Em còn cái này là chắc 100D mấy chị, co giãn cho mấy chị luôn nha, chắc 100D. Cái này em còn được 3,5 mét mấy chị, 3,5 mét lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nha, chắc co giãn cho mấy chị đi, 3,5 mét. Ai lấy thì chốt lấy giùm em nha, 3,5 mét lấy hết thì chốt không thì chi nè. 3,5 mét 62 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 62. 62 ngàn. 3,5 mét giùm em nha, 62 ngàn. 3,5 mét lấy hết thì chốt không thì chi nha mấy chị, rất là đẹp luôn nha, 62 ngàn. Em còn mảnh von hoa này mấy chị ơi, von hoa phối nhũ giùm em nha, von hoa phối nhũ lấp la lấp lánh cho mấy chị luôn nha, rất là đẹp luôn mấy chị. Cái này em còn được 1,5 mét nha, lót lên áo kiểu vậy đó giùm em nè, 1,5 mét nha. 1,5 mét von hoa có phối nhũ nè, 1,5 mét 22 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 22. 22 ngàn. 1,5 mét nha mấy chị, 22 ngàn. 1,5 mét lấy thì chốt lấy giùm em mã 22 nha, 22 ngàn giùm em nha mấy chị, 22 ngàn. Mango nè mấy chị, 1,1 mét thổ cẩm cho chị Phan Nguyễn nè, 22 cho chị Cố Nguyên nè. Em còn mảnh mango nè mấy chị, mango hoa giùm em nha, mango hoa này em còn được 1,4 mét nè, 1,4 mét mango hoa giùm em nha. Chị nào mà nhỏ con á, đủ lên một đồ đùi nha, không thì lên áo kiểu giùm em nha mấy chị, 21 ngàn. Ai lấy mango hoa thì chốt lấy giùm em mã 21 ngàn. Mango hoa nha mấy chị, 21 ngàn nè, lấy thì chốt lấy giùm em mã 21 ngàn giùm em nha mấy chị, 21 ngàn. Lấy thì chốt với giùm em mã 21 nha, 21 cho chị Phan Nguyễn nè. Em còn mảnh von hoa nè mấy chị, von hoa giùm em nha. Von hoa này em còn đủ áo thôi nha mấy chị, em còn được 1,2 mét đủ áo nè. Ai lấy áo thì chốt với giùm em nha mấy chị ơi. Hoa này lên đồ, lên áo rất là sang luôn mấy chị, lên một cái áo kiểu rất là sang luôn nha. Hoa đen lên áo rất là sang luôn mấy chị, em còn được 1,2 mét nè. Ai lấy hoa thì chốt với giùm em mã 12 nha, 12 ngàn. 1,2 mét nha mấy chị, rất là đẹp luôn, lấy thì chốt lên giùm em mã 12. 12 ngàn giùm em nha mấy chị ơi, 12 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 12. 12 ngàn giùm em. Em còn mảnh von nhí ha, von nhí vàng nè mấy chị, von nhí vàng giùm em nha, 12 cho chị Tô Nguyên nè. Von là phải lót giùm em nha mấy chị ơi, von là phải lót giùm em. Em còn mảnh von nhí vàng nha, von nhí vàng lót lên áo kiểu váy đầm nha mấy chị, lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Em còn được 3,2 mét mấy chị, 3,2 mét lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. Hoa nhí vàng giùm em, 3,2 mét lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. 3,2 mét này là 40 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 40. 40 ngàn. 3,2 mét giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 40 nè. 40 ngàn giùm chị, rất là đẹp luôn, lấy thì chốt lấy giùm em mã 40. 40 ngàn lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị, 40 ngàn. Em còn mảnh theo đục lỗ nè mấy chị, theo đục lỗ giùm em nha, màu cam sữa giùm em nè, theo đục lỗ nè mấy chị, lót lên đầm cho bé mấy chị, rất là xinh luôn nha. Cái này tại vì nó có đục lỗ nên là mấy chị phải lót giùm em nha, theo đục lỗ giùm em. Cái này em còn được 2,5 mét mấy chị, 2,5 mét theo đục lỗ. Ai lấy theo, ai lấy theo thì chốt lấy giùm em nha mấy chị, theo 2,5 mét 63 ngàn. Ai lấy theo thì chốt lấy giùm em mã 63. 63 ngàn theo giùm em nha, lên áo kiểu nè, váy đầm cho bé giùm em nha, 63 ngàn. Lấy theo thì chốt lấy giùm em mã 63 nha, 63 ngàn theo mấy chị, 63 ngàn. Em còn mảnh lụa lá nha mấy chị, lụa lá giùm em nha, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lụa lá thì em còn đủ áo, 1,1 mét đủ áo giùm em nha mấy chị, 1,1 mét đủ áo nè. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em
theo đục lụa 63 cho chị Maria Phi Vũ này. Ok em thấy số điện thoại của chị nha. Chọn thêm cho đủ đơn giùm em nha chị ơi. Chọn thêm tầm 3-4 mảnh là đủ đơn giùm em nha. 63 em hết nha chị à. Thì Bích Liên Dương này chọn mảnh khác giùm em. Hai mươi mốt ngàn giùm phòng. 21.000 giùm em nha mấy chị ơi. 21.000 một mét mốt đủ áo nha. 40. Đúng hai mẹ này thì chị đủ rồi. 40 là này đúng không chị Maria Phi Vũ không? 40.000 cái này là von là phải lót giùm em nha chị. Von là phải lót giùm em nè. Đúng rồi, ok. Đúng thì ok giùm em. Hai cái đâu? Yêu. Hai cái đâu? Mày hiểu không? Sao? Thì một cái quà đây. Một cái 63, một cái này thôi chứ. Có gì hai, ba cái dữ. Ủa để tôi bấm đi. 63 rồi. 63 riêng. Rồi bấm lộn á. Ừ. 21.000 hiểu không? Tôi bấm cái này nữa nè. 63 bấm rồi. Cái con này. À. Hai người mà cái con này. Ý kêu là phải chọn hai mảnh đã đủ đơn rồi. Nhưng mà con này 22.000 giùm em nha mấy chị. 22.000 lấy thì chốt nó giùm em mã 22 nha. Nếu con mảnh đó hoa dây thì mấy chị hoa dây giùm em nha. Thì đúng cái này đúng ok rồi. Hoa dây giùm em nha mấy chị. Hoa dây nè, lụa hoa dây giùm em nha. Lụa hoa dây này em còn 4 mét nha mấy chị. 4 mét lụa hoa dây. Xa quá. Thấy chưa, ta nói bấm lụa mà không chịu tin. 70 ngàn nha mấy chị. 70 ngàn 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia nha. 70 ngàn. Ai lấy thì chốt nó giùm em mạng 70 nha. 70 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt không thì chia nè. Ai biết ai tôi đâu. Hoa dây. Mấy con người dự phòng rồi. Hoa dây 4 mét cho chị Maria Phi Vũ đi. Em còn mảnh thô hoa nè mấy chị. Thô hoa giùm em nha. Thô hoa chắc thấm hút mồ hôi cho mấy chị. Lên áo kiểu rất là mát không nha. Cái này em còn được 1 mét rưỡi mấy chị. 1 mét rưỡi. Lên đồ bộ váy đam giùm em nha. 1 mét rưỡi thô hoa này là 30 ngàn. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 30. 30 ngàn hoa nha mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 30 nè. 30 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt nó giùm em mã 30 nha mấy chị. 30 ngàn. Em còn mảnh von lá nè mấy chị. Von lá giùm em nha. Von lá này em còn được 2m8 nha mấy chị. 2m8 von lá nè mấy chị. Lót lên áo kiểu 75 giùm em nè. Rất là đẹp luôn nha. 2m8. Ai lấy lá thì chốt nó giùm em nha mấy chị. Lá 42.000, lấy lá thì chốt nó giùm em mã 42. 42.000 lá giùm em nha. 42.000 lá. Lấy lá thì chốt nó giùm em mã 42 nè. 42.000 giùm em nha. 42.000. 42.000 giùm em nha mấy chị. 42.000. Em còn mảnh hoa đỏ nè mấy chị. Hoa đỏ giùm em nha. Con lá 42 cho chị Maria Phi Vũ nè. Đây. Cuối giờ nha, ở đây mà bỏ tay ra. 3 mét nha mấy chị. 3 mét hoa đỏ giùm em chấm 100D coi dạng như mấy chị luôn. Mấy chị chọn, mấy chị chốt đơn gì? Mấy chị chọn thì chọn chắc giùm em nha mấy chị ơi, chốt chắc giùm em. Chứ đừng để mai em chốt đơn mấy chị xả ra tụi em lắm nha. Chốt chắc chốt kỹ giùm em nè. 50.000 giùm mấy chị, 50.000 ai lấy thì chốt nó giùm em mã 50. 50.000 hoa đỏ giùm mấy chị, chắc 100D rất là đẹp luôn mấy chị. 100D rất là đẹp luôn nha, hoa đỏ 5. 50.000 giùm em nha, lấy thì chốt nó giùm em mã 50 nè. Em còn mảnh gấm nè mấy chị. Gấm giùm em nha. Gấm thì em còn được 2 mét nha mấy chị ơi. 2 mét gấm giùm em. Lên áo kiểu váy đâm giùm em nè. Gấm 2 mét. Ai lấy gấm thì chốt lấy giùm em nha.
gấm 37.000, ai lấy gấm thì chốt lấy giùm em mã 37. 37.000 gấm giùm em nha. Lấy gấm thì chốt lấy giùm em mã 37 nè. 37.000 giùm em nha mấy chị, 37.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 37 nha. Em còn mảnh von hoa đen nè mấy chị. Von hoa đen giùm em nha. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Em von hoa đen này em còn nhiều mấy chị. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì kèm mấy lên giùm em nha. 37 cho chị Maria Phi Vũ nè. Von hoa đen nha mấy chị ơi, von hoa đen lấy hết thì chốt, không thì kèm mấy lên giùm em còn nhiều. Em mong là cái con chị Thanh, cái là em mong chị Thanh nữ như cái con gì chị. 4m rưỡi 6. Cái này là 6 mét rưỡi nha mấy chị. 6 mét rưỡi là hết thì chốt, không thì chia. Hoa đen lót lên áo dài váy đầm rất là sang mấy chị. Lấy thì chốt cái giùm em nha. 6 mét rưỡi nè. Lấy hết thì chốt, không thì kèm mấy lên giùm em nha. 6 mét rưỡi này là 86.000 mấy chị. 86.000 giùm em. Mấy quẹt nó nhảy cân dễ sợ. 86.000 giùm em, nhảy liên tục. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mà 86.000. 86.000, 2 mét 5 hoa đen cho chị Maria Phi Vũ này, 2m5. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị ơi, lụa hoa giùm em. Ngày mai em chốt đơn mấy chị nhớ canh điện thoại nghe máy giùm em nha, đừng ngồi nghe tụi em nha mấy chị. Với lại mấy chị ráng chốt chắc chốt kỹ, đừng để ngày mai xả đơn giùm em nha. Đợt trước em cũng nói y chang nghĩa vậy mà xuống live mấy chị cũng xả quá trời xả luôn. Xả em mà muốn điên luôn á chị. 46.000 giùm em nha mấy chị, 46.000, ai lấy hoa thì chốt cái giùm em mã 46. Chị nào mà khách mới mà đơn trên 500k nhớ cọc giùm em một cái cạn nha. Cọc giùm em để em đi đơn cho an tâm mấy chị ơi. Em còn được 2m2 mấy chị, 2m2 này là 46.000, lấy hoa thì chốt cái giùm em mã 46 nha. 46 cho chị Maria Phi Vũ đi. Em còn mảnh lanh này mấy chị ơi, lanh hai da hỏi tiếng giùm em nha. Lanh hai da giùm em nha mấy chị, lanh hai da. Lanh hai da ton lanh mấy chị ơi, rất là mát luôn. Họa tiết giùm em nha. Cái này em còn được 2 mét rưỡi nha mấy chị. 2 mét rưỡi giùm em nha. Bây giờ nó có giờ lấy như vậy. 2 mét rưỡi 45.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 45 cho lấy sau mà. 45.000 giùm em nha mấy chị lanh. Ai lấy lanh thì chốt lấy giùm em mã 45 nha. 45.000 2 mét rưỡi lấy lanh thì chốt lấy giùm em mã 45 này. 45.000 giùm em nha. Em còn mảnh caro này mấy chị. Caro giùm em nha. Caro lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nha mấy chị ơi, caro giùm em. Lộ caro giùm em nha. Lộ 75D coi giãn nhẹ cho mấy chị. Cái này em còn được 3m rưỡi nè. 3m rưỡi caro giùm em nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia nè. Trong cho cái support hoa bên kia. Cái này là 51.000 nha mấy chị ơi, 51.000 lấy hết thì chốt, không thì chia nè. Caro 51.000 3m rưỡi lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em. Em còn mạnh đến support hoa nè mấy chị. Support hoa giùm em nha. Rất lên áo, cái này mấy chị lên áo kiểu váy đầm giùm em này, super kho rất là đẹp luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Super kho có caro cho mấy chị luôn. Super kho này em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 nhân lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em này, super kho giùm em. 3m2 lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị ơi, 3m2 ai lấy thì chốt lên giùm em. Chốt lên giùm em với 3m2 này là 60.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 60. 60.000 3m2 nha mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn, lấy thì chốt lấy giùm em mã 60. 60.000 giùm em nha, hoa xanh. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 60 nha. 60.000, em có mảnh lụa hoa xanh nè mấy chị. Lụa hoa xanh này là chắc 100D giùm em nha, co giãn cho mấy chị luôn. Cái này em còn được 2m này, đủ lên đồ bộ váy đầm hoa xanh. Đủ lên đồ bộ váy đầm giùm em nha, 2m. 2m này là 34.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 34. 34.000 giùm em nha mấy chị, 34.000. Con đi. 34.000 giùm em nha mấy chị, 34.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 34. Em còn mảnh von nhí nha mấy chị. Von nhí nâu giùm em nha. Von nhí nâu lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè.
như thế nào này em còn được 4 mét nha mấy chị. 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. 4 mét ai lấy thì chốt lấy giùm em nha. 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia. 4 mét này là 63.000 nha mấy chị. 63.000 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. Lên đồ rất là đẹp đúng không mấy chị? Rất là đẹp luôn nha. 63.000 4 mét ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 63. 63.000 giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 63 này. 63.000 4 mét giùm em nha. 63.000. Em còn mảnh giấy xanh nè mấy chị. Giấy xanh nha, lụa giấy xanh. Cái này em còn được 1 mét 4 nha. 1 mét 4 lụa giấy xanh chị này mà nhỏ con đổ lên một bộ đồ đồ nè. Không thì lên áo kiểu giùm em. 1 mét 4 25.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 25. 25.000 1 mét 4 nha mấy chị. 25.000 1 mét 4 nè. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 nha. 25.000 giùm em nha mấy chị ơi. Hết chốt rồi. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 nha. Em có mảnh mango hoa nè mấy chị. Mango hoa giùm em nha. Em còn được 1 mét đổ áo nè. Chị nào mà canh may đổ áo thì chốt lấy giùm em nha. Em còn được 1 mét không thì mấy chị lên đầm cho bé đi. Rất là xinh luôn nha. 1 mét hoa 15.000 mango nha mấy chị. Hoa mango 15.000. Ai lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 15 nha. 15.000 giùm em nha mấy chị. 15.000. Lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 15 nha mấy chị. 15.000. Thôi để bên kia đi. Cái này để bên kia đừng để bên đây. Giờ này bán gì cũng được xịt. Thôi má. Thôi má không. Không được đâu. Lụa họa tiết nha mấy chị. Lụa họa tiết thì em còn được 4 mét nha mấy chị ơi. 4 mét lụa họa tiết co giãn nha mấy chị luôn nha. Lụa họa tiết lên đồ bộ váy đầm giùm em. Lụa họa tiết giùm em lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị. Em còn được 4 mét nè. 4 mét 97.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 97. 97.000 họa tiết giùm em nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 97 nè. 97.000 giùm em chạy 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia giùm em 47.000. 97.000 chứ. 97.000 4 mét giùm em nha. Lấy thì chốt không thì chia giùm em mấy chị. 97.000. Em còn mảnh bi nâu nè mấy chị. Bi nâu nha, em còn được đủ áo thôi mấy chị. Bi nâu đủ áo chắc lụa giấy giùm em nha. Em còn được 1 mét đủ áo nè. Bi nâu mấy chị, em còn đủ áo kiểu thôi. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em nha. Áo 19.000 lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 19. 19.000 áo nha mấy chị. 19.000 áo lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 19 nha. Von hoa nè mấy chị ơi, von hoa giùm em. Von hoa này em còn được 1m3 nha. 1m3 von hoa lót lên áo kiểu giùm em nè. 1m3 đây. 1m3 nha. 1m3 20.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 20. 20.000 1m3 nha mấy chị, đủ lên áo kiểu giùm em nè. 20.000 đâu luôn nữa. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 20 nha. 20.000 nha mấy chị. Em còn mảnh von khối nhũ đính hạt kim sa nè mấy chị. Von khối nhũ đính hạt kim sa giùm em nha. Cái này màu tím nhạt mấy chị. Màu tím nhạt lên áo kiểu giùm em nha. Cái này em còn được 1 mét mấy chị. 1 mét đủ lên áo kiểu nha. Không thì mấy chị lót lên một cái đầm cho bé. Rất là xinh luôn nha. Lót lên đầm cho bé giùm em. 1 mét. 1 mét này là 17.000. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 17. 17.000 1 mét giùm em nha. Lấy thì chốt với giùm em mã 17 nè. 17.000 nha mấy chị. 17.000 giùm em. Rất là quá trời luôn mà nãy không thấy. Em còn mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa này em còn đủ áo luôn mấy chị. Nó ở dưới đây nè. Von hoa này em còn được 1m2 nha. 1m2 đủ lên áo kiểu nha mấy chị. Ai lấy áo thì chốt với giùm em nè. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị. Hoa 18.000, ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 18. Hoa bao xinh bao đẹp cho mấy chị luôn. 18.000
À lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 18 nha. 18.000 hoa nha mấy chị, 18.000 hoa chứ không ở đâu ra vậy. 18.000 hoa giùm em. Bây giờ nó mới lôi ra thì lấy gì nữa. Em còn ảnh lụa hoa nữa nè mấy chị. Thôi để lên cao bán. Lụa hoa nha. Lụa hoa này em còn được 1m3 nè mấy chị. Đủ lên áo kỳ giùm em nha. 1m3 lụa hoa. À lấy hoa thì chốt lấy giùm em nha. 1m3 25.000. A lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 25 nha mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn. Lên áo kiểu giùm em nha, 25.000. A lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 25 nha. Wow. 25.000 hoa giùm em. Trời ơi. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa tím giùm em nha, rất là đẹp luôn mấy chị. Chắc 100 đê co dạng cho mấy chị luôn nha. Còn cực phẩm thôi nha, em còn được 2 miếng nè. 2 mét cực phẩm nhưng mà chị chắc co giãn nhưng mà chạy luôn 2 mét lên một cái đầm xòe giùm em nè. 2 mét lên một cái đầm xòe giùm em nha. 2 mét này là 34.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 34.000 2 mét nhưng mà chị còn 7 người mà sao không chốt hết ta. 35.000 2 mét giùm em nha. 35.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 35, còn 7 người vẫn còn người mà. Nhưng mà không chốt. 35.000 giùm em nha mấy chị, 35.000. Trời đất ơi. Em còn mảnh sọc nữa nha. Sọc chắc 100D rất là đẹp đúng mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Ai lấy sọc thì chốt lấy giùm em nha. Cái này em còn đủ áo thôi à. Em còn đủ áo thôi nha mấy chị. Cái này em còn được 1m3 đủ áo nha. Lên áo sơ mi kiểu giùm em nè mấy chị ơi. Lên áo sơ mi kiểu nha, rất là đẹp luôn. 1m3 ai lấy áo thì chốt lấy giùm em nè. 1m3 23.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 23. 23.000 1m3 nha mấy chị, 23.000 1m3 này. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. 23.000 giùm em nha mấy chị, 23.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23. 23.000 nha mấy chị, 23.000. Em còn mảnh lụa họa tiết nha mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Cái này em còn đủ áo mấy chị ơi. Em còn đủ áo nha. 1m2 lụa họa tiết đủ áo, ai canh may đủ áo thì chốt lấy giùm em nè áo. Áo 19.000, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 19. 19.000 áo giùm em nha, lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 19 nè. Mấy chị không chốt rồi em nghỉ nha. Nghỉ nha mấy chị ơi. Ngày mai em chốt đơn mấy chị. Mấy chị nhớ canh điện thoại nghe máy giùm em nha. Với lại chị nào mà cách mới nhấn chọn thích cái trang fanpage của em đi, với lại nhấn chuông thông báo á. Khi lần sau mà em có like thì nó thông báo cho mấy chị vô chọn giùm em nha. Cảm ơn mấy chị ủng hộ em nha. Mấy chị nhớ canh máy nghe điện thoại cho mấy chị ơi, đừng ngồi nghe tụi em lắm. Cảm ơn mấy chị ủng hộ em nè. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Bye bye mấy chị nha.